Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Sau đây là bộ truyện tiên giả của tác giả Vong Ngữ. Tập 8. Chương 71. Chiếm thượng phong. Mới vào tông môn nửa tháng, một người mới nhận nhiệm vụ này làm gì, muốn nhanh nhanh đi cho hỏa nham xả ăn sao? Đội ngũ chúng ta cũng không muốn tha Du Bình, càng không chịu trách nhiệm nhặt xác hộ ngươi. Đại hán ra đem sầm mặt, nói thẳng mặt. Viên sư đệ, A Cổ Lạp bọn họ nói cũng không phải là không có đạo lý, thu thập hỏa phác ngọc nguy hiểm không nhỏ, nếu bị hỏa nham xà tập kích thì chúng ta có lẽ không để ý tới ngươi được. Ngươi tốt hơn là trước an tâm tu luyện thêm một thời gian nữa, tăng thực lực thêm chút rồi lại tới nhận nhiệm vụ. Thiếu phụ xinh đẹp nhẹ nhàng khuyên nhủ, trong ánh mắt cũng mang theo vẻ không tán thành. Đa tạ sư tỷ và vị sư huynh này nhắc nhở, tại hạ dù bất tài nhưng tự thấy còn có sức tự vệ, sẽ không tạo thêm rắc rối cho mọi người. Viên Minh khẽ gật đầu với thiếu phụ và đại hán da đen, mỉm cười nói. Giải thích từ tha Du Bình, đây là một phương ngữ Trung Quốc, nguyên bản chính xác phải là tha hữu bệnh, tức là kéo có bệnh. Từ này để chỉ người con riêng của người phụ nữ khi tái hôn thời phong kiến. Thời cổ thiên tai nhân họa triền miên, bất chắc xảy ra lúc nào không hay, để tránh những rắc rối với người chồng cũ. Người chồng mới thường có ước định là rằng nếu đứa con riêng của vợ có bệnh hay vấn đề gì thì không liên quan gì đến người chồng mới. Vì thế mà đứa con riêng mới bị gọi là tha hữu bệnh, một cách gọi tương tự như mang cục nợ, con ghẻ bên mình. Tha hữu bệnh đọc gần giống tha du bình, tức là kéo bình dầu, dần dần người ta đọc trịch đi để tránh đi cách gọi có phần ác miệng kia. Hết giải thích, đối với A Cổ Lạp thì hắn làm như không thấy. Đôi mi thanh tú của thiếu phụ xinh đẹp dương lên. Trong khi đó đại hán da đen hừ một tiếng, song cũng không nói gì thêm. Giờ phút này, A Cổ Lạp đứng bên cạnh ăn bơ, sắc mặt đã đổi sang màu gan heo, bước ra khỏi nhóm người. Khẩu khí cũng không nhỏ, muốn gia nhập đội ngũ của chúng ta, để ta xem bản lĩnh ngươi thế nào rồi nói. A Cổ Lạp sư huynh đã muốn chỉ giáo, vậy thì mời ra tay. Viên Minh bình tĩnh đáp, được, trước tiếp một tiễn của ta. A Cổ Lạp bấm niệm pháp quyết điểm tới. Một dòng nước trong suốt lăng không xuất hiện, song nhanh chóng uốn lượn biến hình, chỉ nháy mắt đã hóa thành một cây cung nước kỳ dị dài 2 thước, chỗ dây cũng còn tự động sinh một cây thủy tiễn sáng lấp lánh. Theo một tiếng rít sắc bén, thủy tiễn xe gió bắn ra, lao thẳng về phía ngực Viên Minh, tốc độ hơn xa cung tiễn bình thường. A Cổ Lạp âm thầm giở trò, trước khi nói đã lén lút bấm niệm pháp quyết thi pháp, khi lời vừa dứt, cây thủy tiễn kia đã bắn vọt ra ngoài. Thủy tiễn thuật. Viên Minh không hề hoảng hốt, tay phải đẩy ra khoảng không trước mắt, lòng bàn tay lập tức tỏa ra ánh sáng xanh nồng đậm. Một cây gai gỗ thô to từ đó mọc ra, đi sau mà tới trước, chắn ngay trước cây thủy tiễn. Những ngày qua Viên Minh vẫn luôn khổ. Tu MNQ, tuy lực lượng thần hồn không tăng thêm bao nhiêu, nhưng tốc độ phản ứng lại được nâng cao không ít. Một tiếng phành lớn vang lên, thủy tiễn vỡ nát, còn gai gỗ cũng bị đánh rách tơi tả hơn nửa. Cái gì? Mặt mũi A Cổ Lạp cứng đờ. Gã lén lút thi pháp trước, lại thêm tốc độ cực nhanh của thủy tiễn mà lại bị mộc thứ thuật ngăn chặn. Được rồi chứ? Viên Minh từ tốn nói, đồng thời ánh sáng xanh từ lòng bàn tay bay vọt ra, theo đó cây gai gỗ vỡ vụn kia lập tức khôi phục lại như ban đầu. A Cổ Lạp trông thần sắc vô cùng khó coi, hai tay gã nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, tức thì hào quang lóe lên trên cây cung nước, ngay sau đó 5 cây thủy tiễn lóe hiện ra. View view view. 5 cây thủy tiễn đồng loạt rời dây cung bắn ra, gào rít lao thẳng về phía Viên Minh. Ngũ tiễn liên phát, thủy tiễn thuật của A Cổ Lạp từ khi nào đã luyện tới trình độ này rồi? Thiếu phụ xinh đẹp khẽ hô lên kinh ngạc, đại hán da đen và thanh niên mắt xếch thấy cảnh này cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Thủy tiễn thuật này không khó để luyện thành, nhưng để có thể bắn ra 5 mũi tên cùng lúc thì không dễ chút nào. Việc này không chỉ cần pháp lực đủ thâm hậu, mà còn cần sức khống chế pháp lực cường đại nữa. Viên Minh thấy cảnh này, sắc mặt Viên Minh trở nên ngưng trọng, nhưng hắn vẫn bình tĩnh thi pháp, bấm niệm pháp quyết rồi điểm ra. Ánh sáng sang liên tục từ mặt đất trước mắt hắn lóe lên, ngay sau đó 3 cây gai gỗ thô to đâm lên. Đường kính mỗi cây đều lớn hơn 1 xích, đứng song song chắn trước người, đồng thời hoàn toàn che đi thân ảnh của hắn. Pháp lực của Viên Minh không nhiều nên hắn chỉ có thể triệu hồi được cùng lúc 3 cây gai gỗ. Thủy tiễn đánh lên trên gai gỗ rồi dễ dàng xuyên qua, để lại 5 cái lỗ lớn, nhưng Viên Minh ở phía sau lại không thấy bóng dáng. Vào thời khắc A Cổ Lạp đang kinh nghi bất định,
một luồng gió mạnh từ bên cạnh người gã thổi đến, đồng thời thân ảnh Viên Minh thình lình hiện ra, trong tay có thêm thanh ngư kiếm, lập tức chém xuống. Bảo kiếm hóa thành một vệt sáng lạnh lẽo, như sấm rơi chớp giật đánh xuống người A Cổ Lạp. A Cổ Lạp sắc mặt đại biến, tay phải bỗng bóp nát thứ gì đó, theo đó bên ngoài thân gã lập tức có thêm một tầng khí lưu màu xanh, đồng thời gã cũng nhanh nhẹn dị thường né qua phía bên cạnh. Nhưng dưới chân gã đột nhiên cảm thấy đau nhói, nhìn kỹ thì lại là một cây gai gỗ nhỏ bé bất thình lình xuất hiện, đâm vào lòng bàn chân gã. Vì nhiệm vụ hôm nay, A Cổ Lạp đi một đôi giày đặc biệt được chế từ da thuộc của một con hung thú cá sấu. Giày này bền chắc dị thường, mộc thứ thuật cũng không thể đâm xuyên đế giày, nhưng cũng khiến thân hình gã loạng choạng, động tác tránh né cũng vì thế mà bị ngắt ngang. Ánh sáng lạnh lẽo của thanh ngư kiếm phủ xuống, trùm lên một cánh tay của gã, sắp chuẩn bị chém rụng nó xuống. Đúng lúc này, một vệt sáng bạc từ bên cạnh bắn tới, nhanh chóng vượt qua tầm mắt mọi người. Đánh một tiếng keng lên thanh ngư kiếm, cổ tay Viên Minh tê dại, thanh ngư kiếm rời tay bay ra ngoài, còn hắn cũng bị đẩy lui hai bước. Vệt sáng bạc kia cũng hiện ra bản thể là một chuỗi vòng tay màu bạc, chính là cái trên cổ tay thiếu phụ xinh đẹp. Vù, một thân ảnh phiêu giật vụt qua, tức thì thiếu phụ xinh đẹp xuất hiện giữa hai người. Ha ha, hai vị thi triển pháp thuật ngũ hành khiến người ta mở rộng tầm mắt, có điều sau đây chúng ta còn phải chấp hành nhiệm vụ, chi bằng tỉ thí đến đây thôi có được chăng? Thiếu phụ xinh đẹp mỉm cười nói, ánh mắt khi nhìn Viên Minh đã không còn vẻ khác thường, hiển nhiên là đã công nhận thực lực của hắn. Đương nhiên là được, ta và A Cổ Lạp sư huynh vốn cũng chỉ là luận bàn. Viên Minh cười ha ha đáp, xong liền nhặt thanh ngư kiếm trên mặt đến rồi thu vào. A Cổ Lạp không nói một lời, sắc mặt có chút tái nhợt. Viên sư đệ thực lực bất phàm, gia nhập tiểu đội nhiệm vụ, hai vị chắc rằng không có ý kiến chứ? Thiếu phụ xinh đẹp nhìn về phía đại hán da đen và nam tử mắt xếch, hỏi. Viên sư đệ tu vi không tầm thường, mộc mỗ tất nhiên hoan nghênh. Đại hán da đen nhếch miệng cười nói, đổi hẳn vẻ kiêu ngạo trước đó. Nam tử mắt xếch không nói gì mà chỉ gật gật đầu. Nếu đã vậy, chúng ta lập tức chuẩn bị lên đường. Thiếu phụ xinh đẹp gật đầu rồi nói tiếp. Mấy vị có thể chờ ta một lát không? Có một món đồ để ở chỗ ở, ta lập tức chạy về lấy, rất nhanh sẽ trở lại. Viên Minh đột nhiên nói. Không sao, đúng lúc ta cần tới luyện lô đường mua mấy món đồ, Mộc Cách bọn họ cũng cần đi thuê tiên hạc đi đường, vậy chúng ta liền giải tán trước, một khắc sau tập hợp ở Sơn Môn gần đây. Thiếu phụ xinh đẹp khẽ giật mình, mở miệng nói. Thuê tiên hạc. Chúng ta phải cưỡi tiên hạc bay tới núi lửa tháp lý sao? Viên Minh hỏi. Đương nhiên, núi lửa tháp lý cách tông môn hơn trăm dặm, chạy bằng hai chân thì khi nào mới tới? Thiếu phụ xinh đẹp đáp. Viên Minh mặt lộ vẻ khó xử, hắn vừa mới nhập môn, cả người trên dưới sạch sẽ trơn tru, điểm cống hiến cũng chẳng có nổi nửa điểm, cơ bản không có khả năng thuê một con linh thú. Viên sư đệ không cần lo lắng, lát nữa ngươi có thể ngồi chung với ta. Thiếu phụ xinh đẹp nhìn ra Viên Minh đang túng quẫn bèn nói. Đa tạ sư tỷ. Viên Minh nhẹ nhàng thở ra, chắp tay nói cám ơn. Việc nhỏ thôi mà. Thiếu phụ lắc đầu đáp. Viên Minh khẽ gật đầu chào mấy người khác rồi nhanh chân rời đi, bước về phía hỏa luyện đường. Hắn rảo bước đi một mạch, rất nhanh trở lại chỗ ở, lấy từ dưới giường ra một cái bọc màu xám. Trong này là hai tấm da vượn trắng và cóc đen, hắn lần đầu chấp hành nhiệm vụ tông môn, không thể để xảy ra sơ sót, mang theo hai tấm phi mao thú bì này để phòng ngừa vạn nhất. Mặc dù đã không còn là phi mao thú nô, nhưng ngoài thanh ngư kiếm và mộc thứ thuật ra, hắn hiện tại chẳng có thủ đoạn công kích, tự vệ nào tốt nào, trong khi đó hóa thân. Vượn trắng làm chiến lực tăng vọt, vào thời khắc mấu chốt có lẽ sẽ phát huy tác dụng không nhỏ. Viên Minh nhét cái bọc vào trong ngực áo, xong lập tức theo đường cũ nhanh chân bước về phía Sơn Môn, đại điện luyện lô đường. Bài trí nơi này tương tự như hành chấp đường, phía trước nhất là một bàn đá dài, phía trong có 4-5 đệ tử luyện lô đường đang ngồi. Phía sau nữa là từng dãy quầy hàng làm bằng đá màu xám trắng, cao lớn hơn một trượng, bên trên bày đầy các loại bình ngọc, bình sứ. Mùi thuốc tràn ngập khắp đại điện, chỉ cần đến nơi đây sẽ lập tức cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn nhiều. Cần một bình thủy trạch đan, thiếu phụ xinh đẹp đi tới trước một thanh niên mập lùn, nói. Giá 10 điểm cống hiến. Thanh niên mập lùn nhìn thiếu phụ một chút rồi đáp. Thiếu phụ xinh đẹp hiển nhiên nắm rất rõ giá cả đan được, lập tức lấy minh bài thân phận ra rồi đưa tới. Thanh niên mập lùn lấy một khối ngọc phù màu trắng ra,
Tiếp đó điểm nhẹ lên trên minh bài của thiếu phụ, tức thì một luồng sáng trắng từ trong minh bài chảy ra rồi chui vào trong ngọc bài. Chờ một lát, ta đi lấy thuốc. Thanh niên mập lùn nói một câu, xong liền quay người đi vào phía sau quầy hàng. Lam Kha sư muội, đã lâu không gặp. Một nữ tử mặc váy đỏ bước tới, không ngờ lại là Trần Uyển. Trần Uyển sư tỷ, ngươi cũng tới mua đan dược sao? Thiếu phụ nhìn thấy Trần Uyển, kinh ngạc pha lẫn vui mừng bước tới nghênh đón. Thiếu phụ rõ ràng lớn tuổi hơn một chút, nhưng thái độ trước mặt Trần Uyển lại rất lễ phép, tựa như nàng ta mới là người nhỏ tuổi hơn. Ta đặc biệt tới thăm ngươi không được sao? Trần Uyển vừa cười vừa nói, tay nắm chặt tay thiếu phụ xinh đẹp. Sư tỷ tấn thăng đệ tử nội môn, mỗi ngày trăm công ngàn việc, sư muội nào dám có hy vọng xa vời này. Thiếu phụ mỉm cười đáp, ta phụng lệnh gia sư tới Luyện Lô Đường xử lý một ít chuyện. Trần Uyển cười nói, có cần giúp gì không? Ta với mấy vị chấp sự Luyện Lô Đường cũng xem như quen biết. Thiếu phụ xinh đẹp đảo mắt một cái rồi nói, nàng này là môn hạ ngự thú đường, không có thân phận, bối cảnh gì nhưng tham vọng không nhỏ. Luôn cố gắng dựa vào các mối quan hệ để leo cao, ngày thường đối nhân xử thế khéo léo nên kết giao được không ít nhân mạch trong tông. Hiện tại nếu có thể thông qua việc này tạo chút ấn tượng với Tam Động Chủ sẽ có lợi không nhỏ cho sự phát triển sau này. Không cần, chỉ là một chút việc nhỏ. Nghe nói Lam Kha sư muội mua thủy trạch đan, tính đi làm nhiệm vụ thu thập hỏa pháp ngọc à. Trần Uyển lắc đầu, đổi đề tài hỏi. Thiếu phụ xinh đẹp thầm cảm thấy thất vọng nhưng trên mặt lại không lộ ra chút nào, khẽ vân vê vòng tay màu bạc kia rồi nói, đúng vậy. Ta gần đây dự định thêm một đạo phù văn trên ngân xà liên, nhưng điểm cống hiến còn thiếu một ít nên phải đi gom thêm một chút. Nói đến đây, trong đầu nàng đột nhiên hiện ra thân ảnh Viên Minh. Nói mới nhớ, Trần Uyển sư tỷ, hỏa luyện đường các ngươi có phải có một đệ tử trẻ tuổi xuất thân Trung Nguyên, tên là Viên Minh không? Thiếu phụ xinh đẹp hỏi, Viên Minh, đúng là có một người như vậy, ngươi biết hắn? Trần Uyển hơi ngạc nhiên gật đầu. Ta triệu tập một đội đi làm nhiệm vụ thu thập hỏa pháp ngọc, Viên Minh cũng ở trong đó, người này thực lực không tệ, giao thủ mấy hiệp với A Cổ Lạp, không ngờ lại chiếm thế thượng phong. Thật sao? Mặt Trần Uyển lóe lên nét kinh ngạc. A Cổ Lạp là đệ tử lâu năm của hỏa luyện đường, tuy thiên phú trên phương diện luyện khí không tốt nhưng tu vi không yếu. Đã đạt đến luyện khí tầng 6, không ngờ lại không địch nổi Viên Minh vừa mới gia nhập tông môn. Nàng nhớ rõ ngày đó khi tham gia thí luyện, Viên Minh mới chỉ là luyện khí tầng 4, hơn nữa chỉ là nhất giới phi mao thú nô, giờ ngắn ngủi có mấy tháng thôi mà tu vi của hắn lại có tiến bộ. Hẳn là người này có thiên phú dị bẩm, thế nên khi đó mới khiến sư tôn đích thân dẫn hắn nhập môn. Trần Uyển thầm nghĩ trong lòng. Chương 72, thân cận. Trần Uyển sư tỷ, Viên Minh này có vấn đề gì sao? Thiếu phụ xinh đẹp chú ý thấy vẻ mặt Trần Uyển thay đổi, bèn nhỏ giọng hỏi. Không có, ta chỉ là đang cảm thán Viên Minh sư đệ tiến bộ rất nhanh, chắc hẳn ngày thường tu luyện rất chăm chỉ. Trần Uyển cười đáp, Trần Uyển sư tỷ với Viên Minh quen biết nhau à? Mắt thiếu phụ xinh đẹp toát ra vẻ ngạc nhiên. Không tính là quen biết, Viên sư đệ xuất thân phi mao thú nô. Trần Uyển giật mình, buột miệng nói. Thiếu phụ xinh đẹp hơi kinh ngạc, bởi Bích La Động có rất nhiều phi mao thú nô nhưng lại có rất ít người có thể thoát ly thân phận thú nô, trở thành đệ tử ký danh. Có điều, phàm là kẻ có thể leo lên từ trong số phi mao thú nô đều không phải hạng tầm thường, đệ tử ngự thú đường bọn nàng cảm thụ rõ nhất điều này. Cái tên Mã Tinh không nằm đầu bảng treo thưởng kia ban đầu cũng là đi lên từ phi mao thú nô, sau khi tiến vào ngự thú đường thì tu vi đột nhiên tăng mạnh. Chỉ trong thời gian cực ngắn đã nắm giữ ngự thú thuật, thuần phục được nhiều linh thú lợi hại. Nếu không phải y sau đấy lại đào tẩu, rất có thể Bích La Động bây giờ đã có thêm một trưởng lão trúc cơ kỳ. Lam Kha sư muội, nhiệm vụ lần này không biết có thể trông nom Viên Minh một chút không? Hắn là người sư tôn đích thân dẫn về tông môn, dặn ta chiếu cố hắn một chút, đừng để hắn mất mạng khi làm nhiệm vụ. Trần Uyển ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Thiếu phụ xinh đẹp nghe thế khẽ giật mình, trong lòng càng coi trọng Viên Minh thêm mấy lần, gật đầu đáp, được, ta sẽ chiếu cố hắn thật tốt. Hai nàng lại tán gẫu thêm vài câu rồi mới chia tay. Viên Minh đến chỗ sơn môn rất nhanh, thấy những người khác còn chưa tới, bèn tìm một nơi gần đó khoanh chân ngồi xuống chờ đợi. Đám người thiếu phụ xinh đẹp không để hắn phải chờ lâu, chỉ sau một lát đã có mặt. Viên Minh phát hiện bên hông đại hán da đen,
thanh niên Mắt Xích và A Cổ Lạp đều có thêm một túi linh thú màu trắng, bên trên có thêu tiêu ký của Ngự Thú Đường. Người đã đến đủ, vậy chúng ta chuẩn bị đi thôi. Thiếu phụ xinh đẹp khẽ gật đầu với Viên Minh rồi mở miệng nói. Bích La Động quản lý đệ tử rất nghiêm ngặt, bất kỳ ai muốn rời đi đều phải đăng ký ở lối vào sơn môn, hơn nữa còn phải có lý do chính đáng. Bọn người Viên Minh ra ngoài chấp hành nhiệm, lý do hợp lý, sau khi đăng ký tên họ xong, rất nhanh đã đến khu vực bên ngoài tông môn. Thiếu phụ xinh đẹp vỗ túi linh thú bên hông, tức thì một cái bóng xám từ bên trong túi bay ra. Lượn vòng trong không trung một thoáng rồi rơi xuống, nhìn kỹ thì là một con phi cầm màu xám to lớn lạ thường. Chim này có sải cánh khoảng 2 trượng, thân thể béo tốt nhưng đầu lại rất nhỏ, khuôn mặt phẳng dị thường, trông giống như một con cú mèo. Nhìn qua hơi xấu xí, điểm đáng chú ý duy nhất trên người nó chính là hai con mắt màu vàng kim sáng như đèn. Đây là Kim Tình Điêu. Đại hán da đen ngạc nhiên lên tiếng. Viên Minh nhìn về phía đại hán, vừa rồi khi đăng ký tên hộ, hắn đã biết được tên và thân phận của mấy người này. Đại hán da đen tên Mộc Ly, là đệ tử Luyện Lô Đường, thanh niên Mắt Xích gọi là Xích Thuật, môn hạ Luật Quy Đường, còn thiếu phụ xinh đẹp tên là Lam Kha, chính là đệ tử Ngự Thú Đường. Mấy ngày trước nghe nói Lam Kha sư tỷ một mình thu phục được một con linh thú, không ngờ lại là Kim Tình Điêu, chúc mừng. Xích Thuật ở bên cạnh đó giờ không nói nửa câu lại đột nhiên lên tiếng chúc mừng, nhưng trong ngữ điệu lộ rõ vẻ ghen tị. Kim Tình Điêu là một loại phi cầm hung thú chỉ thập vạn đại sơn mới có, dù chiến lực không mạnh nhưng tốc độ phi hành cực nhanh, sức chịu đựng cũng thuộc hàng cao. Điểm tuyệt diệu hơn chính là điêu này có thị lực cực tốt, có thể nhìn thấy tình huống ở cách nó mấy dặm, bất kể là dùng để đi đường hay là điều tra đều là lựa chọn hàng đầu. Chỉ tiếc Kim Tình Điêu tâm tính quyết liệt, thà chết không khuất phục nên rất khó thuần phục, cả Bích La Động cũng không có mấy con Kim Tình Điêu, bởi thế Xích Thuật mới tỏ ra ghen tị như vậy. Xích Thuật sư đệ quá khen, ta cũng là may mắn mới thành công thu phục nó. Lam Kha khiêm tốn cười nói, nhưng trong nụ cười lại mang theo một tia tự đắc không thể giấu được, hiển nhiên là rất đắc ý với việc thu phục con linh thú này. Viên Minh cảm thấy khá hứng thú với chuyện ngự thú, hiếu kỳ quan sát Kim Tình Điêu. Kim Tình Điêu tựa hồ phát giác ánh mắt của Viên Minh, liền nhìn lại. Cục, điêu này khẽ kêu một tiếng. Viên Minh hơi giật mình, chẳng biết tại sao, hắn cảm nhận được một chút ý thân cận từ trong tiếng kêu của Kim Tình Điêu. Chôn lửa của Tam Động Chủ cũng có phần thân cận với ta, Kim Tình Điêu này có vẻ cũng không ghét ta, chẳng lẽ ta có đặc tính dễ gần động vật sao? Nếu thế vì sao trước đây lại không có loại cảm giác này với đám hung thú trong thập vạn đại sơn? Hắn có chút Trượng Nhị Hòa Thượng, nghĩ, không ra. Giải thích Trượng Nhị Hòa Thượng là một thành ngữ Trung Quốc, ý nghĩa là sờ không được suy nghĩ tức là không hiểu chuyện gì xảy ra. Được dùng trong cuốn Kim Bình Mai Truyền Kỳ, cụ thể ở hồi 6 cuốn này có đoạn. Đám bảo an các phương thấy cảnh này thì giống y như Nhị Trượng Hòa Thượng, nghĩ không ra, bất giác chân mềm nhũn, bình bịch quỳ hết xuống. Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ về mê cung bát quái La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn. Mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị Hòa Thượng, tức là hòa thượng cao 2 trượng. Trượng Nhị Hòa Thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó. Những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị Hòa Thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng. Hết giải thích, thời gian không còn sớm, còn tán gẫu nữa e là sẽ trễ nải nhiệm vụ, chúng ta lập tức lên đường thôi. Lam Kha nhảy lên lưng Kim Tình Điêu, Viên Minh nghe vậy cũng nhảy lên theo. Lưng Kim Tình Điêu rất lớn, hai người đứng mà chỗ trống còn rất nhiều. Điêu này kêu lên một tiếng chói tai, vỗ hai cánh, nhẹ nhàng chở hai người bay thẳng về phía chân trời. Ba người Mộc Ly cũng triệu hồi linh thú mới thuê được ra, cả ba đều là hạc trắng. Hình thể tuy nhỏ hơn Kim Tình Điêu không ít, nhưng để chở bọn họ đuổi theo thì vẫn rất thoải mái. Kim Tình Điêu có tốc độ bay rất nhanh, mọi thứ xung quanh nhanh chóng lui lại. Sơn môn Bích La Động chỉ chốc lát đã trở thành một chấm nhỏ nằm tít mãi phía sau. Viên Minh thấy cảnh này, trong lòng cũng âm thầm ước ao. Nếu hắn có được một con linh thú thế này, sau này bất kể là chấp hành nhiệm vụ tông môn hay làm chuyện gì khác đều sẽ thuận lợi hơn nhiều. Đáng tiếc hắn mới vào Bích La Động nửa tháng. Đừng nói tới ngự thú thuật là hạch tâm của Bích La Động, chỉ là khu vật thuật thôi cũng chưa thể đổi được.
Viên sư đệ, người tốt nhất nên ép người xuống, Kim Tình Điêu bay rất nhanh, đừng để bị Kình Phong kéo xuống đấy. Lam Kha thấy Viên Minh thẫn thờ suy nghĩ, bèn lên tiếng nhắc nhở. Vâng, Viên Minh đáp xong liền ngồi xuống. Kim Tình Điêu khẽ kêu một tiếng, ngay tiếp đó lông vũ quanh người Viên Minh đột nhiên xòe lên, che trước người hắn, theo đó khí lưu thổi vào mặt lập tức bị chặn đi hơn phân nửa. Ồ, con Kim Tình Điêu này dù bị ta thu phục nhưng tính tình vẫn cao ngạo, rất ít thận cận người khác, nhưng xem ra lại có vẻ thích viên sư đệ ngươi, đúng là rất hiếm thấy. Lam Kha lộ vẻ kinh ngạc, Viên Mỗ từ nhỏ đã được động vật yêu thích, có thể là vì thế chăng? Viên Minh cũng chẳng biết tại sao lại như vậy, chỉ đành kiếm đại một lý do lấp liếm cho qua chuyện. Trên đời còn có dị năng bực này. Nếu thật là như thế, viên sư đệ ngươi trái lại là một nhân tài tu luyện ngự thú thuật đó. Lam Kha vẫn có chút kinh nghi bất định, nói. Đệ tử ngoài ngự thú đường cũng có thể học tập ngự thú thuật của bản môn sao? Viên Minh hỏi. Tất nhiên có thể, thuật ngự thú của bản môn rất nhiều, chỉ cần là đệ tử Bích La Động thì đều có thể học, cứ vào quy tàng các là có thể mượn đọc. Có điều điển tịch trong quy tàng các tương đối hỗn tạp, không thành hệ thống, thậm chí trong đó có thể có một số điểm sai sót, cần tự mình phân biệt. Còn bí pháp ngự thú chính thống của bản môn thì phải tới ngự thú đường, có điều nếu không phải đệ tử ngự thú đường mà muốn tới nghe thì cần có lý do chính đáng. Lam Kha vừa cười vừa giảng giải. À, bình thường cần lý do gì? Viên Minh tim đập thình thịch, vội hỏi. Thông thường nhất, đệ tử không thuộc ngự thú đường nhận nhiệm vụ có liên quan đến ngự thú từ hành chấp đường, tự nhiên có thể học như một lẽ đương nhiên. Ngoài ra, người nhận lệnh từ động chủ hoặc trưởng lão cũng có thể. Lam Kha dường như không có ác cảm với Viên Minh, hắn hỏi gì nàng đáp đó. Viên Minh như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu. Sau một canh giờ, một đoàn người bay qua quãng đường hơn trăm dặm, đi tới một dãy núi màu xám trắng. Nơi này khắp nơi đều là đá tảng sắc nhọn, như răng sói nằm đan xen trên mặt đất, bầu trời một màu xám xịt. Nhưng chẳng có cảm giác gì như sắp mưa, không khí thì khô nóng và tràn ngập mùi lưu huynh gay mũi. Ngọn nguồn của thứ mùi này là một ngọn núi lửa khổng lồ nằm ở phía trung tâm dãy núi, ngọn núi cao dị thường, gần như chạm vào mây. Ngọn núi khổng lồ tạo ra một bóng dâm to lớn, khiến người ta không nhịn được sinh lòng kính sợ. Miệng núi lửa giờ phút này vẫn ầm ầm rung động, cuồn cuộn phun ra những cột khói dày đặc. Đây chính là núi lửa Tháp Lý sao? Viên Minh thầm nghĩ trong lòng, đảo mắt nhìn một vòng đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Căn cứ lời giới thiệu nhiệm vụ, hỏa phác ngọc sinh ra từ dung nham dưới lòng đất, sẽ theo núi lửa phun trào mà lên mặt đất. Việc mà bọn hắn cần làm là tìm ra chúng từ trong dung nham đã nguội. Đương nhiên, tìm kiếm hỏa phác ngọc trong dung nham chưa hoàn toàn nguội đi sẽ dễ dàng hơn, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể chịu đựng được nhiệt độ cao của dung nham. Mùa này chính là giai đoạn hỏa nham xà hoạt động, làm việc phải cẩn thận. Để nâng cao hiệu suất, chúng ta cứ dựa theo kế hoạch đã bàn lúc trước, chia ra hai đội đi. Ta cùng A Cổ Lạp, Viên Minh một đội, hai vị sư đệ Xích Thuật và Mộc Ly một đội. Mọi người có ý kiến gì không? Lam Kha lên tiếng. Những người khác cùng lắc đầu, biểu thị không có dị nghị. Đúng vào lúc này, một tiếng to như sấm nổ từ trong miệng núi lửa truyền đến, mặt đất xung quanh lắc lư dữ dội. Đồng thời một cột dung nham màu đỏ lửa từ trong đó phun ra, sau đó xuôi theo sườn núi chảy xuống phía chân núi. Đám Viên Minh đứng cách miệng núi lửa một quãng khá xa, mà mặt đất dưới chân cũng ù ù rung động, giống như động đất vậy. Núi lửa phun trào. Quá tốt, chắc chắn sẽ có hỏa phác ngọc mới xuất hiện, lần này nói không chừng có thể thu hoạch lớn. Mộc Ly phấn khích nói, đoạn nhanh chân chạy về phía dung nham. Xích Thuật đuổi sát theo sau, đồng thời không quên cảnh giác đảo mắt nhìn xung quanh. Chúng ta đi thôi, tiếp đây hai vị sư đệ phụ trách canh chừng hỏa nham xa, ta điều khiển Kim Tình Điêu tìm hỏa phác ngọc, thu hoạch thì chia theo tỷ lệ 4, 3, 3, được không? Lam Kha nói, không có vấn đề. Viên Minh gật đầu đồng ý, có thể nhận được 3 phần, hắn đã rất hài lòng rồi. A Cổ Lạp nhíu nhíu mày, có vẻ hơi bất mãn nhưng cũng không nói gì thêm. Ba người cũng bắt đầu tiến về phía miệng núi lửa, hướng đi hơi lệch so với hai người Xích Thuật, chỉ chốc lát đã tới gần miệng núi lửa. Ba người tới chỗ cách khu vực dung nham núi lửa khoảng trăm trượng liền dừng lại, nhiệt độ nơi này đã cao đến dọa người, không khí hút vào phổi đều nóng bỏng làm lục phủ ngũ tạng có cảm giác đau rát. A Cổ Lạp đưa tay lấy ra một tấm phù lục màu lam, dán nó lên ngực, tức thì bên ngoài thân gã xuất hiện một tầng ánh sáng màu lam như nước chảy.
khuôn mặt bị nhiệt độ cao nướng đến đỏ bừng rất nhanh khôi phục lại như lúc ban đầu. Lam Kha cũng lấy ra một miếng ngọc bội màu xanh nước biển, treo nó ở bên hông, giống như A Cổ Lạp, một tầng ánh sáng màu lam từ ngọc bội bừng lên, chắn quanh người nàng. Viên Minh không có thủ đoạn và bảo vật như hai người, chỉ có thể lặng lẽ vận khởi cửu nguyên quyết chống chọi nhiệt độ cao xung quanh. Theo một cảm giác mát lạnh từ đan điền dâng lên, tràn đến khắp nơi trong người, loại cảm giác như bị thiêu đốt kia lập tức dịu đi mấy phần. Viên sư đệ không chuẩn bị thủ đoạn để chống lại nhiệt độ cao sao? Việc tìm hỏa pháp ngọc không phải nhất thời nửa khắc là có thể hoàn thành, chỉ dựa cách vận pháp lực hộ thể, chống chịu không được lâu đâu. Lam Kha thấy cảnh này, đôi mi thanh tú cau lại, nói: "Không sao, ta trụ được." Viên Minh lắc đầu đáp: "Vậy viên sư đệ ngươi lượng sức mà làm, khi chống đỡ không nổi nữa thì nhớ nói một tiếng, đừng có cố quá." Lam Kha nhắc một câu xong lập tức cất bước đi về phía trước. Các bạn đang nghe chuyện tiên giả của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 73, lao tới dung nham. Lam Kha hé miệng thổi một tiếng huýt dài nhẹ nhàng du dương, theo đó con kim tình điêu liền bay tới, lượn vòng trên đầu nàng, đưa đôi mắt màu vàng kim sáng lấp lánh có thần quét qua phía dưới. Viên Minh và A Cổ Lạp theo sát phía sau, đồng thời chú ý đến động tĩnh xung quanh, đề phòng hỏa nham xà tập kích. Cục. Một lát sau, kim tình điêu đột nhiên kêu một tiếng, ánh mắt nhìn về phía một khối đá màu đen nằm ở bên phải phía trước, thoại nhìn là sản phẩm của nham tương sau khi nguội đi. Lam Kha thấy thế không nói lời nào, lập tức giơ tay chỉ về phía trước, vòng tay màu bạc trên cổ tay nàng bắn ra, đánh lên tảng đá màu đen. Hào quang bên trên vòng tay tụ lại, hình thành một lưỡi kiếm sáng bạc, dễ dàng chém tảng đá màu thành hai nửa như chém bùn. Một khối ngọc thạch màu đỏ lửa to bằng nắm tay khảm bên trong khối đá, chính là hỏa pháp ngọc. Vẻ kinh ngạc lóe lên trong mắt Viên Minh, hiển nhiên hắn không ngờ con mắt của kim tình điêu lại thần dị như vậy, có thể nhìn thấu tình hình bên trong khối đá. Khối đầu tiên, Lam Kha bước tới cạnh, cúi người nhặt hỏa pháp ngọc lên. Một cái bóng dài màu đỏ sậm từ chỗ gần ngay sau khối đá bắn vọt tới, không ngờ lại là một con rắn màu đỏ sậm thân to bằng miệng bát. Đang nhe những cái nanh sáng như tuyết cắn về phía bắp chân Lam Kha, nhìn kỹ thì chính là hỏa nham xà, hung thú chỉ nơi này mới có. Rắn này chỉ là hung thú cấp một bậc thấp, tấn công cũng chẳng lợi hại gì mấy, nhưng răng nó lại ẩn chứa kịch độc, dù có là tu sĩ luyện khí đỉnh phong mà bị cắn cũng sẽ rất phiền toái. A Cổ Lạp khoát tay, tức thì từ giữa ánh sáng màu lam lưu chuyển, một cây thủy tiễn bắn nhanh về phía hỏa nham xà. Có điều động tác của gã đã chậm một nhịp, thủy tiễn kia rõ ràng không kịp ngăn hỏa nham xà. Đôi mi thanh tú của Lam Kha nhíu lại, chiếc vòng trên cổ tay tỏa ánh sáng bạc, nàng đang định ngăn con hỏa nham xà lại. Đúng vào thời khắc này, mặt đất ầm ầm rung động, ngay sau đó, một cây gai gỗ bén nhọn trồi lên, xuyên qua thân thể hỏa nham xà, nâng nó lên cao. Cây thủy tiễn màu lam cuối cùng đã phóng tới, đánh lên người con rắn kia. Một tiếng phành lớn vang lên, thân thể hỏa nham xà bị đánh đứt thành hai đoạn, máu tươi vẩy ra, hai đoạn thân vặn xoắn mấy vòng, rất nhanh liền ngừng lại. Lam Kha triệu hồi vòng tay màu bạc, thu khối hỏa pháp ngọc lại rồi quay người gật đầu với Viên Minh, sau đó lại tiếp tục bước tới trước tìm kiếm. Viên Minh theo sát phía sau, cẩn thận chú ý động tĩnh xung quanh. A Cổ Lạp tự thấy hơi mất mặt, thân sắc càng thêm khó coi, ánh mắt nhìn bóng lưng Viên Minh thoáng hiện lên một tia âm tàn. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, ba người phối hợp càng lúc càng nhuần nhuyễn, Viên Minh và A Cổ Lạp hợp lực ngăn hết những con nham hỏa xà phát động đánh lén. Lam Kha cũng không cần lo lắng, có thể yên tâm điều khiển kim tình điêu tìm kiếm hỏa pháp ngọc, hiệu suất làm việc cực nhanh. Cho tới lúc này, bọn hắn đã tìm được hai mươi mấy khối hỏa pháp ngọc, Lam Kha cũng dựa theo tỷ lệ phân chia đã thống nhất từ trước, chia hỏa pháp ngọc cho hai người Viên Minh và A Cổ Lạp. Viên Minh đưa tay sờ ngực áo, bên trong đã có 7 khối hỏa pháp ngọc thỉnh thoảng đập vào nhau phát tiếng đinh đang thanh thúy. Theo tỷ giá thì cứ 5 khối hỏa pháp ngọc có thể đổi được một điểm cống hiến, vậy chỗ hỏa pháp ngọc này cũng gần tương đương 1,5 điểm cống hiến. Thời gian hiện tại còn sớm, nếu cứ dựa theo tốc độ bây giờ thì trước khi trời tối, có thể thu thập 10 mấy, thậm chí 20 khối hỏa pháp ngọc, chính là tương đương 4 điểm cống hiến. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Viên Minh lập tức nóng lên. Nhưng chính vào thời khắc này, đan điền của hắn chợt động,
thì ra pháp lực đã cạn thấy đáy. Không có đủ pháp lực để hộ thể, mọi nơi trên người hắn cũng bắt đầu thấy hơi đau. Viên Minh không có bảo vật tịch hỏa như Lam Kha, A Cổ Lạp nên gắng gượng được tới lúc này đã không dễ dàng gì. Hai vị, pháp lực của ta sắp hao hết, phải rời khỏi đây nghỉ ngơi một lát. Viên Minh không cố chống đỡ, lên tiếng thông báo. A Cổ Lạp hơi hếch cằm lên, trong mắt lộ nét châm chọc, sắc mặt đu ám cũng trở nên khá hơn một chút. Không sao, ngươi đi trước đi, hai người chúng ta cũng đủ tự vệ. Lam Kha nói. Ừm, các người tìm hỏa phác ngọc tiếp đi, thu hoạch trong khi ta rời đi thì hại vị tự chia nhau là được rồi. Viên Minh đáp một câu, xong liền nhanh chóng rời đi, rất nhanh đã tới chân ngọn núi lửa khổng lồ. Nơi này nhiệt độ đã trở lại bình thường, hắn tìm một chỗ yên tĩnh vận chuyển cửu nguyên quyết. Thiên địa linh khí tụ đến, bổ sung pháp lực cho hắn. Một khắc đồng hồ sau, Viên Minh đột nhiên mở to mắt. Pháp lực trong đan điền mới chỉ khôi phục được non nửa, tốc độ khôi phục rõ ràng chậm hơn trước. Thế này là sao? Linh khí chỗ này cũng đâu có mỏng nhỉ. Viên Minh đang muốn kiểm tra kỹ lại, đột nhiên một tràng tiếng kêu chi chi từ phía xa truyền đến, thoạt nghe hơi quen tai. Hắn đứng người lên, núp sau một tảng đá lớn gần đó rồi đưa mắt nhìn lại phía phát ra âm thanh. Một cái bóng nhỏ nhắn màu đỏ lửa trông như hồ ly từ phía xa xuất hiện rồi nhanh chóng chạy về phía núi lửa, nhìn kỹ thì chính là con chồn lửa của Tam Động Chủ. Hỏa Sàm Nhi, sao nó lại tới đây? Hẳn là Tam Động Chủ tới nơi này. Viên Minh rời khỏi chỗ nấp, bước ra. Lại nói, hắn là do Tam Động Chủ dẫn vào tông môn, hỏa luyện đường hiện tại cũng là do nàng quản hạt, nếu nàng ở gần đây thì bản thân hắn cũng nên bước ra bái kiến. Viên Minh nhìn xung quanh một hồi lâu vẫn không phát hiện bóng dáng Tam Động Chủ. Lúc này, chồn lửa cũng để ý thấy Viên Minh ở nơi xa, nó vừa quay đầu nhìn sang phía bên này, đồng thời ngưng bước chân vội vã lại. Nhưng rất nhanh sau đó, nó đã đưa mắt rời đi rồi lại tiếp tục sải bước chạy nhanh về phía núi lửa. Mắt Viên Minh lộ vẻ kinh ngạc, nhìn bộ dạng này của con chồn lửa giống như đang truy đuổi thứ gì đó. Vào thời khắc này, lại một hồi tiếng bước chân dồn dập từ đằng xa truyền đến, nhìn kỹ thì là một thanh niên cao lớn tóc đỏ. Đầu đầy mồ hôi đang chạy về phía này, nhìn trang phục thì hẳn là đệ tử Ngự Thú Đường. Vị sư huynh đằng trước, xin hay ngăn con chồn lửa kia lại, nó là linh thú của Tam Động Chủ, không được để nó chạm vào dung nham, nó không chịu nổi nhiệt độ của dung nham đâu. Thanh niên tóc đỏ vừa chạy vừa hô, bên trong thanh âm lộ rõ vẻ cuống quýt. Viên Minh thoáng sửng sốt, theo ý của người này, chẳng lẽ con chồn lửa vào đi vào trong dung nham? Mặc dù chồn lửa này chưa khai mở linh trí, nhưng dù có là sâu kiến cũng có bản năng cầu sinh, làm sao lại đi nhảy vào trong dung nham chứ? Có điều con chồn lửa kia vẫn cứ băng băng chạy về phía trước, trong mắt còn tràn đầy lửa nóng, trông khí thế đúng một bộ quyết ý thẳng tiến không lùi, vĩnh viễn không quay đầu. Chắc không nhảy vào trong dung nham thật đó chứ? Viên Minh mặt hơi biến sắc, vội vàng đuổi theo, miệng hô lớn cái tên Hỏa Sàm Nhi. Nhưng con chồn lửa vốn có chút thân cận hắn, giờ phút này cơ bản chẳng thèm để ý hắn la gọi, cũng chẳng thèm quay đầu lại. Cứ thế cắm đầu chạy thẳng về phía dung nham núi lửa, như thế nơi đó có thứ gì vô cùng hấp dẫn. Tốc độ chạy của chồn lửa rất nhanh, Viên Minh dù đã thi triển vô ảnh bộ vẫn đuổi không kịp, hơn nữa khoảng cách hai bên còn đang không ngừng dài ra. Viên Minh nhớ tới ơn cứu mạng của Tam Động Chủ, cắn răng hạ quyết tâm, thi triển phi mao thuật. Da vượn trắng cuộn trùm lên người, loáng cái hắn đã hóa thành hình thái vượn trắng, tốc độ theo đó lập tức tăng mạnh, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng ngang bằng với chồn lửa. Lúc này cả hai đã khá gần dung nham núi lửa, lấy tốc độ của chồn lửa thì chỉ phút chốc nữa thôi là sẽ tới. Viên Minh đảo mắt ngẫm nghĩ, xong lập tức lấy một khối hỏa phác ngọc từ trong ngực áo ra, ném về phía trước. Lúc trước hắn từng thấy Tam Động Chủ dùng một khối tinh thạch đỏ lửa thu hút chồn lửa, mà hỏa phác ngọc cũng là khoáng thạch thuộc tính hỏa, có lẽ sẽ có tác dụng. Hỏa phác ngọc vẽ một đường cong, rơi đúng vào chỗ trước người chồn lửa. Chồn lửa nhìn hỏa phác ngọc, vui vẻ kêu lên một tiếng rồi nhào tới, há miệng cắn. Quả nhiên hữu dụng, Viên Minh mừng rỡ tăng tốc chạy tới. Nhưng con chồn lửa chỉ ngửa đầu lên một cái đã nuốt chửng luôn cả viên hỏa phác ngọc rồi lập tức tiếp tục chạy về phía trước, thời gian dừng lại trước sau cũng chỉ có 3 nhịp thở. Viên Minh mặt đanh lại, cũng còn là trong khoảng thời gian 3 nhịp thở đó khoảng cách đôi bên đã rút ngắn được một quãng. Hắn tiếp tục đuổi tới trước, đau lòng lấy thêm một khối hỏa phác ngọc ném rơi xuống chỗ trước người chồn lửa.
Chồn lửa có vẻ khá thích hỏa pháp ngọc, lại lần nữa dừng bước ngậm lấy rồi ngửa đầu nuốt vào, xong mới tiếp tục chạy tới trước. Có kinh nghiệm ngậm ngọc từ lần trước, lần này chồn lửa chỉ tốn thời gian khoảng 2 nhịp thở. Thật đúng là có thể ăn. Viên Minh bất đắc dĩ lầu bầu một câu, xong lại tiếp tục lấy hỏa pháp ngọc ra ném tới. 7 khối linh ngọc chỉ nháy mắt đã ra đi sạch sẽ, cũng may khoảng cách hai bên cuối cùng đã rút ngắn còn chưa tới 3 trượng. Có điều khoảng cách từ chồn lửa tới chỗ dung nham cũng chỉ còn chưa tới 5 trượng. Viên Minh căn đúng thời cơ bấm niệm pháp quyết điểm tới, tức thì mặt đất trước người chồn lửa ầm ầm rung động, đồng thời một cây gai gỗ thân to bằng miệng bát bất thình lình trồi lên. Xem chút thì húc đầu vào gai gỗ, chồn lửa tức giận gầm gừ một tiếng, lách người toan vòng quanh rồi tiến lên tiếp. Nhưng bên kia cũng có một tiếng ầm vang, đồng thời một cây gai gỗ trồi lên, tiếp tục ngăn trở đường đi của nó. Không đợi chồn lửa kịp phản ứng, những phía khác quanh người nó cũng lại có tiếng ầm vang, đồng thời từng cây gai gỗ liên tiếp mọc ra, chỉ nháy mắt đã hình thành một hàng rào gai gỗ vây nó vào giữa. Chồn lửa sau khi lòng vòng tại chỗ mấy vòng, đột nhiên dừng lại rồi tung mình nhảy lên phía trên. Những cây gai gỗ chỉ cao có 4, 5 thước, trong khi sức bật của chồn lửa không kém, dễ dàng nhảy được ra ngoài. Nhưng ngay khi nó vừa nhảy lên, một bàn tay to lớn mọc đầy lông trắng từ bên cạnh vươn tới, chụp một cái đã tóm được gáy nó. Chồn lửa huy động 4 chảo cào đạp loạn xạ, miệng không ngừng gào thét nhưng gáy bị người ta tóm rồi, bất kể có dãy dụa thế nào cũng chỉ là phí công. Viên Minh không để ý chồn lửa mà lập tức giải trừ phi mao thuật. Thi triển phi mao thuật thêm một khắc thì sát khí tích tụ trong cơ thể cũng sẽ tăng thêm một phần. Dù Minh Nguyệt quyết tựa như có thể hóa giải, nhưng hắn vẫn muốn nếu không cần thiết thì không dùng tới thuật này. Da vượn tuột khỏi người hắn rơi xuống được hắn túm một cái thu lại, xong vo viên nhét đại vào trong ngực áo. Chồn lửa lúc này không biết vì gào thét, dãy dụa mệt quá, hay là vì thấy bản thể Viên Minh mà đột nhiên trở nên ngoan ngoãn. Viên sư đệ, ngươi làm sao lại đến tận đây? Một thanh âm đột nhiên từ phía trước truyền đến, đồng thời hai bóng người từ trong một khoảng đất trũng đằng trước bước ra, chính là Mộc Ly và Xích Thuật. Ngươi bắt được thứ gì đó? Hỏa hồ. Phải cẩn thận. Mộc Ly vừa thấy chồn lửa trong tay Viên Minh, lập tức nhíu đôi chàng mày rậm rạp lại, vung gậy sắt tay lên toàn đánh tới. Hung thú trong thập đại vạn sơn nhiều vô số kể, dẫu chúng sở hữu năng lực quỷ dị nào đó cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Thế nên nếu gặp phải thì tốt nhất là đánh chết ngay, chứ dây dưa mất tập trung một cái là có thể lập tức mất mạng. Xích Thuật trong tay bấm niệm pháp quyết, tức thì hai quả cầu lửa to bằng đầu người phừng phừng bùng lên trước người, bộ dạng sẵn sàng tấn công. Hai vị dừng tay, đây là linh thú của Tam Động Chủ, là một con chồn lửa còn nhỏ. Viên Minh vội vàng giấu chồn lửa ra sau lưng, nói nhanh. Linh thú của Tam Động Chủ, sao nó lại ở đây? Mộc Ly kinh hãi thu gậy sắt lại, hỏi. Chuyện này e là phải hỏi hắn. Viên Minh quay người nhìn về phía sau lưng. Thanh niên tóc đỏ kia đang thở hồng hộc chạy đến, thấy Viên Minh bắt được chồn lửa, không khỏi thở phào một hơi, chắp tay nói cám ơn, đa tạ. Đa tạ ba vị sư huynh ra tay tương trợ. Bọn hắn lúc này đang ở trên ngọn núi khổng lồ. Địa hình không bằng phải lại có nhiều nham thạch nhô lên che khuất tầm nhìn nên thanh niên không nhìn thấy cảnh Viên Minh ra tay bắt chồn vừa rồi, cứ nghĩ là hắn phải dựa vào sự hỗ trợ của hai người Mộc Ly mới ngăn được chồn lửa. Chương 74, một chiếc sừng cong. Nếu người muốn cảm ơn thì cảm ơn hắn đi, hai chúng ta không ra sức, không dám giành công. Xích Thuật nhìn Viên Minh, xong nói với thanh niên tóc đỏ. Đa tạ vị sư huynh này, hôm nay nhờ có ngươi, nếu không ta chắc sẽ gặp rắc rối lớn. Thanh niên tóc đỏ vội chắp tay nói cám ơn với Viên Minh. Không dám nhận hai chữ sư huynh, tại hạ hỏa luyện đường Viên Minh, vừa vào Bích La Động chưa lâu. Hai vị này là Mộc Ly, đệ tử luyện lô đường và Xích Thuật, đệ tử luật quy đường, không biết các hạ tên gì. Viên Minh không giải thích mà giới thiệu hai người Mộc Ly, sau đó hỏi. Tại hạ Lạc Cống, đệ tử ngự thú đường. Thanh niên tóc đỏ gãi gãi đầu, vội vàng giới thiệu. Thì ra là Lạc Cống sư huynh, ta từng gặp con chồn lửa này, nó là linh thú yêu thích của Tam Động Chủ, sao ngươi phải dẫn nó tới chỗ này? Viên Minh đưa chồn lửa tới rồi hỏi. Lạc Cống vội vươn tay ra tiếp, có điều chồn lửa vừa vào tay y thì bỗng dãy dụa kịch liệt, miệng còn không ngừng gào thét chi chi. Đồng thời còn hung hăng vung chảo cào một hồi lên tay y. Móng vuốt của chồn lửa khá sắc, lập tức cào tay Lạc Cống rách mấy đường,
máu tươi chảy ra ròng ròng. Y đau đớn kêu lên, đồng thời bàn tay buông lỏng để chồn lửa rơi xuống. Viên Minh vội vàng vươn tay ra đỡ lấy con chồn lửa. Nhắc tới cũng lạ, chồn lửa vừa vào tay Viên Minh thì lập tức trở nên ngoan ngoan, chẳng những không dãy giụa làm hắn bị thương, trái lại còn đưa đầu cọ nhẹ vào người hắn. Nhìn thấy cảnh này, Lạc Cống, Mộc Ly, Xích Thuật cùng lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ Viên sư đệ chẳng những biết luyện khí mà còn tinh thông thuật ngự thú nữa. Lạc Cống nói, Viên mỗ mới vào tông môn, nào có biết gì về thuật ngự thú, nhưng có điều ta lúc trước từng may mắn gặp được Tam Động Chủ trong Thập Vạn Đại Sơn. Sau đó lúc đi theo bên người nàng có một khoảng thời gian bế con chồn lửa này, có thể là nó vẫn nhớ mặt ta chăng? Viên Minh nửa thật nửa giả giải thích, thì ra là như vậy. Lạc Cống ngạc nhiên ồ lên, ánh mắt dường như có hơi thất vọng. Mộc Ly và Xích Thuật nghe Viên Minh có quen biết Tam Động Chủ liền liếc nhìn nhau, ánh mắt nhìn Viên Minh bất giác có chút thay đổi. Cách! Một tiếng chim kêu chói tai vang lên, Kim Tình Điêu theo tiếng bay tới, Lam Kha và A Cổ Lạp đứng trên lưng điêu, hiển nhiên là do để ý thấy tình huống bên này mà bay tới. Lạc Cống, sao ngươi cũng ở đây? Lam Kha nhảy từ trên lưng điêu xuống, đưa mắt nhìn về phía Lạc Cống rồi hỏi, có vẻ như có quen biết Lạc Cống. A Cổ Lạp cũng lập tức nhảy xuống theo, chỗ ngực áo gã lờ mờ thấy phồng lên khá nhiều, hiển nhiên là trong khoảng thời gian vừa có lại thu hoạch được thêm không ít. Lam Kha sư tỷ, vẫn là do con chồn lửa này thôi. Lạc Cống gật đầu chào hỏi rồi cười khổ đáp. Không phải ngươi đã tiếp nhận nhiệm vụ của Tam Động Chủ đó chứ? Lam Kha liếc nhìn con chồn lửa trong tay Viên Minh, hỏi. Đúng vậy, có điều cân nhắc không chu toàn lắm. Nhiệm vụ này còn khó hơn ta tưởng tượng lúc trước nhiều. Hôm nay nếu không phải được bọn viên sư đệ hỗ trợ thì suýt nữa đã hỏng việc. Xem ra thiên phú về thuật ngự thú của ta không đủ, tốt nhất là dừng nhiệm vụ ở đây thôi. Lạc Cống thở dài đáp. Hai vị đang nói gì vậy? Đừng có chỉ nói cho hai người các ngươi biết, kể cho chúng ta nghe chút coi, Lạc Cống sư huynh là đang chấp hành nhiệm vụ tông môn á? Mộc Ly nhíu mày hỏi. Bọn họ tới đây để thu thập hỏa phác ngọc, thực sự không muốn nhúng tay vào chuyện khác. Mộc Ly sư đệ không cần lo lắng, nhiệm vụ mà ta nói không phải cái gì khác, mà chính là chuyện chăm sóc con chồn lửa này. Đây là nhiệm vụ do Tam Động Chủ ban bố, sẽ không ảnh hưởng đến việc chúng ta thu thập hỏa phác ngọc. Lam Kha giải thích, chăm sóc chồn lửa, còn có loại nhiệm vụ này sao? Viên Minh mắt lộ vẻ kinh ngạc, trông coi một con linh thú thôi mà cũng phải ban bố nhiệm vụ. Nếu chồn lửa thực sự quậy phá, giam lại không phải là xong sao? Viên sư đệ ngươi không biết ngự thú, không rõ môn đạo trong đó. Nuôi dưỡng linh thú không phải cứ cho ăn ngon uống đủ là xong, còn phải cẩn thận để ý cảm xúc, uốn nắn tính tình của bọn nó. Con chồn này vẫn đang trong giai đoạn trẻ con, chính là thời kỳ hoạt bát hiếu động, giam cầm thời gian dài sẽ ảnh hưởng tới sự trưởng thành của nó. Tam Động Chủ thường bận rộn không có thời gian nên mới ban bố nhiệm vụ này. Lạc Cống giải thích một tràng, ra là vậy, có điều ta hình như không thấy nhiệm vụ này trong hành chấp đường. Viên Minh lại hỏi, hành chấp đường nhiều người phức tạp, Tam Động Chủ vẫn chưa tuyên bố nhiệm vụ ra ngoài, chỉ dặn dò người ngự thú đường chúng ta nên trên bia đá nhiệm vụ mới không hiển thị. Lạc Cống giải thích thêm, Viên Minh ồ một tiếng, đang muốn nói gì đó thì con chồn lửa trong tay đột nhiên giãy giụa, từ ngực Viên Minh nhảy xuống dưới đất. Viên Minh giật mình toan đưa tay bắt lại, nhưng chồn lửa lại không chạy trốn mà há miệng cắn quần Viên Minh, lôi hắn về phía xa. Cách cách cách, Kim Tình Điêu của Lam Kha cũng phát ra tiếng kêu chói tai, hoảng sợ nhìn về phía ngọn núi lửa khổng lồ. Mọi người ở đây nhất thời sững sờ. Đúng vào lúc này, mặt đất dưới chân bọn họ đột nhiên rung một cái mạnh tới mức lấy thực lực mấy người ở đây cũng suýt ngã xuống. Không đợi bọn họ ổn định thân thể, mặt đất rung chuyển lần thứ hai, tiếp đó là lần thứ ba. Viên Minh tái mặt, vội bám vào một tảng đá lớn bên cạnh mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Vào lúc này, tiếng ầm ầm từ dưới lòng đất dồn dập truyền đến, giống như vô số sấm sét nổ vang, mặt đất rung chuyển dữ dội, tựa như có cỗ cự lực không thể ngăn trở đột nhiên bộc phát. Mấy người ở đây đứng trước cỗ lực này chẳng khác gì cây con đứng trước giông bão, cơ bản không có hề có sức phản kháng, thân thể lập tức bị ném bay ra ngoài. Ngay sau đó, một tiếng ầm ầm cực lớn từ đằng xa truyền đến. Viên Minh cố gắng ngẩng đầu nhìn lên, thần sắc lập tức đại biến. Chỉ thấy miệng núi lửa chấn động kịch liệt, rồi một cột dung nham cực kỳ to lớn phun trào ra, vô số dung nham đỏ lửa dọc theo ngọn núi khổng lồ trút xuống.
chỗ mấy người cũng có dung nham cuốn tới. Viên Minh lập tức thôi động phi mao thuật, hóa thành hình thái vượn trắng. Vượn trắng lực lớn thân nặng, trạng thái ổn định hơn nhiều so với lúc ở dạng người, lập tức lao người lồm cồm chạy như điên xuống phía dưới núi. Đám Lam Kha ai cũng vội vàng thi triển thủ đoạn, chạy trối chết về phía xa. Lúc này, mỗi người chỉ có thể lo cho bản thân mình, cơ bản không thể quan tâm người khác được. Viên Minh liên tục lăn lộn chạy về phía xa xa, không biết té ngã bao nhiêu nhiều, cuối cùng cũng đến được chân núi. Nếu không phải hình thái vượn trắng da dày thịt béo thì hắn đã sớm ngã vỡ đầu chảy máu. Dù có da vượn bảo vệ, hắn vẫn bị va đập cho mặt mày bầm dập, miệng mũi chảy máu, trong đầu còn ong ong choáng váng. Nhưng hiện tại không phải lúc nghỉ ngơi, bởi dung nham đã cuồn cuộn chảy tới chỗ cách không xa sau lưng hắn, hòa tan mọi thứ trên đường đi của nó. Chi chi chi. Tiếng chồn lửa kêu từ phía trước truyền đến, nhìn lại thấy nó đang vội vàng chạy về phía một ngọn núi thấp, cơ bản không bị mặt đất lắc lư ảnh hưởng. Viên Minh mắt sáng lên, cũng lập tức chạy về phía đó, chỉ sau thoáng chốc đã tới chân ngọn núi thấp. Hắn thôi động tấm da vượn trắng, tức thì 10 ngón mọc ra móng tay sắc bén, dễ dàng đâm vào trong núi đá, rồi nhanh chóng leo lên đỉnh ngọn núi thấp. Dung nham cuồn cuộn cuốn qua, chảy thẳng tới chỗ cách chân núi mấy dặm mới từ từ dừng lại, mọi thứ nơi dung nham chảy qua đều bị nó nuốt chửng. Địa chấn do núi lửa phun trào cũng dần dần lắng lại, mặt đất chậm rãi khôi phục lại vẻ tĩnh lặng. Viên Minh lúc này đã leo gần tới đỉnh ngọn núi thấp, hắn giải trừ biến thân phi mao thuật rồi ngã ngửa ra đất, miệng thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hãi. Chồn lửa nằm sấp bên cạnh hắn, trông khá bình tĩnh. Hỏa Sam Nhi, lần này đa tạ ngươi. Viên Minh khẽ vuốt đầu chồn lửa. Vừa mới đây nếu không có chồn lửa nhắc nhở để hắn kịp thời chạy tới ngọn núi thấp này lánh nạn thì hiện tại có tới 8 phần đã bị dung nham nuốt chửng, xương cốt cũng không còn. Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, xong đứng dậy đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm tung tích những người khác. Đám Lam Kha, Mộc Ly có linh thú phi hành, chỉ cần có thể kịp thời triệu hoán, bay lên không trung thì hẳn có thể chạy thoát. Lạc Cống kia hình như không có linh thú phi hành, không biết có chạy thoát được không. Khắp nơi xung quanh đều là dung nham đỏ lửa, đừng nói người, chim chóc cũng không thấy con nào. Viên Minh lắc đầu, xem xét tình hình quanh ngọn núi thấp. Nơi này ba mặt đã bị dung nham bao trùm, cũng mau phía sau còn có một khu vực không có dung nham, lưu lại một lối đi. Viên Minh suy nghĩ một chút rồi, ôm lấy chồn lửa, cất bước đi tới nơi đó. Chi chi chi. Dọc đường đi, chồn lửa đột nhiên hưng phấn kêu ầm lên, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào một mảnh dung nham cách đó không xa, trong mắt lộ vẻ khao khát. Viên Minh dừng bước lại, nhìn tới chỗ mà chồn lửa đang đặt ánh mắt lên. Ồ, hắn nhíu mày, bấm niệm pháp quyết điểm tới. Nền đất khu vực dung nham nổ ầm một tiếng, theo đó một cây gai gỗ thô to đã bị đốt cháy đen nhô ra. Bên trong cây gai gỗ kiên cường tỏa ra những tia sáng màu lục, chống lại sự thiêu đốt của dung nham, rồi đột nhiên uốn cong hất ra ngoài, giống một bàn tay lớn hất nước. Rào một tiếng, một mảng dung nham bị gai gỗ hất tung ra, rơi xuống chỗ không xa trước người Viên Minh. Một thứ hình sợi dài từ dung nham lăn ra, nhìn kỹ thì là vật thể màu đỏ lửa, dài khoảng một thước, hình dạng hơi cong, trông giống như sừng của một con dị thú nào đó. Cả cái sừng tỏa ánh sáng đỏ lấp lánh, giống như trên mặt có lửa nóng thiêu đốt. Ánh mắt Viên Minh sáng lên, cái sừng đỏ lửa này dù không có tỏa ra bao nhiêu linh lực chấn động, nhưng chỉ nhìn bề ngoài thôi cũng đã không thể xem thường, hỏa phác ngọc còn xa mới có thể so sánh, hẳn là một kiện linh tài phẩm cấp không thấp. Chồn lửa trước đó như phát điên lao đến dung nham, hẳn chính là vì thứ này. Chồn lửa hò reo một tiếng, xong lập tức hóa thành một dải bóng mờ nhào qua, cắn vào cái sừng đỏ lửa, trông bộ dáng y như muốn nuốt chửng nó. Dừng tay, không phải, dừng miệng. Viên Minh vội vào nhào tới, tóm lấy một phần khác trên cái sừng. Thứ này không phải linh tài cấp thấp như hỏa phác ngọc, bất kỳ kiện linh tài cấp cao nào cũng có giá trị rất lớn, để chồn lửa cứ thế ăn hết thì quá thiệt thòi. Chồn lửa ra sức cắn chặt cái sừng đỏ lửa, lực cắn mạnh kinh người, Viên Minh dùng phân nửa khí lực mà cũng không giật ra được. Hắn thầm cuống quýt, đang định thi triển ít thủ đoạn để đoạt lấy cái sừng cong, bỗng phát hiện răng chồn lửa căn bản không cắn nổi vật này. Hàm răng sắc nhọn của nó thậm chí còn không lưu lại được một vết xước trên sừng. Viên Minh yên lòng không tranh giành nữa, chỉ mỉm cười nhìn chồn lửa. Chồn lửa cắn đi cắn lại, cắn đến mỏi nhừ răng cũng không gặm cái sừng này được chút nào, chỉ đành hậm hực từ bỏ.
Viên binh thấy vậy mới cầm cái sừng cong màu đỏ lửa lên, đưa lại trước mắt cẩn thận quan sát. Vật chạm tay có cảm giác nóng nhưng không bỏng, cầm ở trong tay còn khá dễ chịu, đường vân trên sừng ẩn hiện một ít đồ án hỏa diễm kỳ dị, thoạt nhìn hình như là trời sinh. Rốt cuộc là sừng dị thú gì mà ở trong dung nham vẫn có thể bảo tồn hoàn hảo như vậy? Viên binh thầm nghĩ trong lòng, lông mày đột nhiên nhướng lên. Hắn lúc này đang đứng cách dung nham không xa, nhiệt độ xung quanh cao không chịu nổi, đó giờ vẫn luôn phải ra sức vận công chống cự. Nhưng sau khi cầm cái sừng này lên, cảm giác nóng bỏng xung quanh đột nhiên dịu đi rất nhiều, tựa như cái sừng này đang ngăn chặn sức nóng xung quanh. Các bạn đang nghe chuyện tiên giả của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 75, nhiệm vụ mới. Quả nhiên là linh tài cấp cao, mắt Viên Minh ánh lên vẻ mừng rỡ, lòng càng thêm yêu thích cái sừng đỏ lửa. Hắn cẩn thận thu nó lại, dự định sau khi về tông môn sẽ tìm cách nghiên cứu xem nó là thứ gì. Núi lửa tháp lý không ngờ lại ẩn chứa loại sừng cỡ này, xem ra nơi này không đơn giản. Có điều hắn bây giờ không có năng lực thăm dò núi này, dứt khoát quay lại gọi chồn lửa rồi tiếp tục cất bước về phía xa, sắp hoàn toàn rời ra khỏi khu vực bị dung nham núi lửa bao phủ. Viên Minh đứng tại một chỗ trên sườn núi, đưa mắt nhìn mặt đất đầy những vết nứt. Xảy ra núi lửa phun trào quy mô lớn như vậy, hỏa phác ngọc xung quanh núi lửa đều bị dung nham bao phủ. Hắn lại không có biện pháp tìm hỏa phác ngọc ở trong dung nham, xem ra chỉ có thể dừng nhiệm vụ ở đây. Việc làm gì tiếp sau đây khiến hắn hơi bối rối, không biết nên đi tìm những người khác hay là tự trở về tông môn. Sau một hồi cân nhắc, Viên Minh vẫn quyết định đi tìm những người khác, dẫn theo chồn lửa đi đến một hướng khác. Bây giờ mà một mình rời đi có hơi bạc tình, hơn nữa hắn chỉ nhớ đại khái vị trí tông môn, trở về một mình e là có chút phiền phức. Đúng lúc này, một tràng thanh âm rất nhỏ từ phía sau truyền đến, nghe tựa như tiếng bước chân. Viên Minh vội quay người nhìn lại, chỉ thấy trên đường núi cách đó không xa xuất hiện một người, chính là Lạc Cống. Viên sư đệ, ngươi còn sống, chôn lửa cũng bình an vô sự, thật cám ơn trời đất. Lạc Cống nhìn thấy Viên Minh và chôn lửa đứng bên cạnh liền hưng phấn chạy tới. Lạc Cống giờ phút này trông cực kỳ chật vật, quần áo trên người bị thiêu hủy không ít, da cũng có mấy chỗ bị cháy khét, cũng may đều không phải chỗ yếu hại. Chôn lửa liếc nhìn Lạc Cống một chút rồi rời ánh mắt đi, không để ý thêm nữa, trông có vẻ rất không ưa người này. Lạc Cống sư huynh, ngươi không sao chứ? Viên Minh vui mừng ra mặt. Vào những lúc như thế này, gặp được người quen luôn luôn là một điều hạnh phúc. Không sao không sao, một chút vết thương ngoài da, không đáng nhắc tới. Phải rồi, viên sư đệ, ngươi có thấy mấy người Lam sư tỷ không? Dĩ nhiên, còn đám Mộc Ly nữa. Lạc Cống khoát tay áo, hỏi thăm. Mới rồi tình hình nguy cấp, ta chỉ lo chạy trối chết, không để ý xem người khác thế nào. Viên Minh lắc đầu đáp. Ây chà, không biết nàng sao rồi. Lạc Cống nghe thế gãi gãi gáy, mặt lộ vẻ lo âu. Viên Minh khẽ đảo mắt, Lạc Cống với Mộc Ly, Xích Thuật, A Cổ Lạp đều là mới quen, lo lắng ở đây dĩ nhiên là Lam Kha, không biết quan hệ hai người là thế nào. Chúng ta tìm xung quanh một lượt xem, lấy thực lực của mấy người Lam sư tỷ thì chắc là không sao. Hắn không truy vấn mà đề nghị. Lạc Cống gật đầu, xong cả hai cùng tìm theo một hướng. Chôn lửa nhảy lên trên người Viên Minh, nửa nằm nửa ngồi nơi bả vai hắn rồi híp mắt nghỉ ngơi. Xem ra chôn lửa này rất thích viên sư đệ. Viên sư đệ sau khi hồi tông, không ngại thử nhận nhiệm vụ này xem. Lạc Cống nhìn bộ dạng ngoan ngoan của chôn lửa, nửa than thở nửa hâm mộ đề nghị. Viên Minh đúng là cũng có ý này, bèn hỏi, Lạc Cống sư huynh, có thể nói chi tiết cho ta về nhiệm vụ của tam động chủ này không? Viên sư đệ thực sự thấy hứng thú sao? Thực ra bản thân nhiệm vụ không có gì, tam động chủ yêu cầu rất đơn giản, trông coi kỹ chồn lửa, mỗi ngày cho nó ăn mấy khối hỏa viêm tinh, đừng để nó bị thương là được. Lạc Cống nói với ngữ tốc cực nhanh, nghe có vẻ không khó lắm. Viên Minh nói thì đơn giản nhưng khi làm lại không đơn giản chút nào. Viên sư đệ ngươi còn chưa biết con chồn lửa này ngang bướng cỡ nào đâu. Lạc Cống đỡ chán, thở dài đáp. Đúng vào lúc này, chồn lửa vốn đang híp mắt đột nhiên mở mắt ra, miệng bắt đầu kêu hừ hừ. Lạc Cống thấy thế vội vàng lấy ra một khối tinh thể màu đỏ lửa đưa tới cạnh miệng chồn lửa, xem ra chính là thứ mà tam động chủ cho chồn lửa ăn trước kia. Chồn lửa trông thấy tinh thể,
lập tức ngẩng đầu, há miệng ngậm vật này rồi từng ngụm cắn nát nuốt vào. Nhiệm vụ này thù lao thế nào? Viên binh sờ sờ đầu chồn lửa, hỏi đến vấn đề mình quan tâm nhất. Thù lao dĩ nhiên là hậu hĩnh, chỉ cần có thể theo yêu cầu của nàng, chăm sóc tốt chồn lửa là mỗi tháng có 30 điểm cống hiến thù lao. Hơn nữa còn có thể từ chỗ nàng học miễn phí một môn pháp thuật, dĩ nhiên, nhất định phải thuộc phạm trù luyện khí kỳ. Lạc Cống đáp. Viên Minh nghe lời đáp này xong, càng động tâm hơn. 30 điểm trị cống hiến tuyệt đối là một món thù lao hậu hĩnh, làm việc ở hỏa phường mỗi tháng cũng chỉ có 10 điểm cống hiến, chưa kể còn có thể học tập miễn phí một môn pháp thuật. Hắn tiếp tục nghịch đầu chồn lửa, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Viên sư đệ không phải đệ tử ngự thú đường, nếu muốn nhận nhiệm vụ này vẫn phải tới hành chấp đường tiếp nhận, chấp sự nơi đó cũng đã biết nhiệm vụ này của Tam Động Chủ. Lạc Cống nghĩ ngẫm thêm một chút rồi nói thêm. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Viên Minh cảm ơn một câu. Hai người tiếp tục bước về phía trước tìm kiếm, nhưng tìm một hồi lâu mà không phát hiện ra chút manh mối nào. Viên Minh còn đỡ, Lạc Cống càng lúc càng tỏ ra nôn nóng. Cứ mò mẫm tìm kiếm thế này cũng không phải cách, chi bằng đổi cách khác. Viên Minh đề nghị. Ồ, viên sư đệ có cách gì? Lạc Cống mắt sáng lên, vội hỏi. Đã không tìm thấy mấy người Lam sư tỷ, không bằng để bọn họ tìm chúng ta. Viên Minh đáp. Lạc Cống khẽ giật mình, không hiểu cho lắm. Đốt cây tạo khói. Viên Minh chỉ tay về một khoảnh cây rừng nhỏ cách đó không xa. Cách này hay đấy. Lạc Cống xoa xoa tay, vui vẻ nói. Hai người cùng nhau chặt hết cây cối trong khoảnh rừng kia, đốt lên một đám lửa lớn. Khói đen cuồn cuộn nhanh chóng tỏa ra, xông thẳng lên không trung, hình thành một cột khói lớn. Dung nham núi lửa đã dịu xuống, không còn bốc lên nhiều khói bụi nên cột khói màu đen này khá dễ thấy. Một lúc sau, một tiếng hạc kêu thanh thúy truyền đến, tiếp đó hai con bạch hạc xuất hiện trên bầu trời phía xa xa, đồng thời nhanh chóng bay tới phía này. Trên lưng bạch hạc có hai bóng người đang ngồi, chính là Mộc Ly và Xích Thuật. Hai vị, mọi người bình yên vô sự, thật tốt quá. Viên Minh vẫy tay chào. Trong lòng thất vọng, Lạc Cống miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười, hỏi thăm hai người về tung tích Lam Kha. Ngay lúc này, một tiếng kêu lớn vang trời từ một phía khác truyền đến, đồng thời một bóng xám nhanh chóng tới gần, nhìn kỹ chính là con kim tình điều, Lam Kha và A Cổ Lạp đều ở trên lưng nó. Lam Kha sư tỷ, các ngươi không có việc gì, thật sự là tổ sư phù hộ. Lạc Cống mừng rỡ khua tay nói, Viên Minh cũng lộ vẻ vui mừng, trong lòng lại có thêm chút cảm khái. Gặp phải loại thiên tai kia mà một nhóm 6 người bọn hắn đều còn sống, thực sự phải nói là rất may mắn. Kim Tình Điêu vừa đáp xuống, Lam Kha liền nhảy xuống đất, nhưng A Cổ Lạp lại không thấy động cự gì. Chỉ thấy chân phải gã từ chỗ đầu gối trở xuống cháy đen thui, da thịt bị thiêu hủy gần nửa, hiển nhiên là do dung nham gây ra, còn có rất nhiều vết bỏng ở những nơi khác, trông rất thê thảm. Đám Mộc Ly thấy cảnh này đều khẽ biến sắc, Viên Minh cũng bất giác nhíu mày. A Cổ Lạp sư đệ, sao lại bị thương thành thế này? Mộc Ly từng có mấy lần làm nhiệm vụ cùng A Cổ Lạp, quan hệ tương đối thân cận, lo lắng hỏi. A Cổ Lạp cười thảm không đáp. Chân phải bị thương tới mức này, kinh mạch phần chân e là cũng bị thương tổn, không biết có thể khôi phục hay không. Lam Kha thở dài, kể lại một lượt quá trình A Cổ Lạp bị thương. Khi dung nham đánh tới, gã thả bạch hạc ra định bay lên trời mà chạy, nhưng con bạch hạc kia lại sợ núi lửa phun trào, cứ thế mặc kệ A Cổ Lạp, bỏ chạy một mình. A Cổ Lạp kinh hãi, chỉ có thể tự mình chạy trốn, nửa đường lại bị hỏa nham xà tập kích, chân phải bị cắn trúng, sau đấy lại bị dung nham đuổi kịp, chân phải bị đốt cháy, sắp phải chôn thân ở đây. Đúng thời khắc nguy cấp, Lam Kha đi ngang qua, cứu A Cổ Lạp một mạng. Bất luận thế nào, tất cả mọi người còn sống vẫn là vạn hạnh trong bất hạnh. Thương thế của A Cổ Lạp sư đệ dù nặng nhưng cũng không phải không có cách khôi phục, có điều phải trở về tông môn rồi lại nói. Lam Kha trấn an, Mộc Ly là đệ tử luyện lô đường, tinh thông mấy ngón y thuật, lập tức thoa thuốc mỡ rồi băng bó vết thương cho A Cổ Lạp. Đa tạ Mộc Ly sư huynh, A Cổ Lạp lên tiếng cảm ơn. Mấy người vội vàng chạy trối chết, giờ phút này đều khá mệt mỏi, bèn cùng ngồi quanh đống lửa nghỉ ngơi. Đúng là kỳ quái, làm sao lại đột nhiên xuất hiện núi lửa phun trào quy mô lớn cỡ này? Mộc Ly nhìn về phía ngọn núi lửa khổng lồ. Thiên tai kiểu này, phàm nhân chúng ta làm sao có thể đoán trước được? Lam Kha lắc đầu đáp.
có thể là tháp Lý Viêm Ma dưới núi chở mình, ha ha. Thấy Lam Kha bình an vô sự, Lạc Cống khôi phục sự hoạt bát lúc trước, cười ha ha nói, tháp Lý Viêm Ma. Viên Minh nhìn lại hỏi, đó là một truyền thuyết về núi lửa tháp Lý, khu vực này vốn là một dãy núi cây cối tùm xanh tốt, ngọn núi khổng lồ kia cũng chỉ là một ngọn núi bình thường. Về sau có tiên nhân mang một con viêm ma đến trấn áp dưới ngọn núi kia, viêm ma điều khiển hỏa diễm thiêu đốt nham thạch, biến nơi này thành khu vực núi lửa. Lạc Cống mặt mày hớn hở nói, thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc nhìn Lam Kha. Viên Minh im lặng không nói, hắn nghĩ tới cái sừng đỏ lửa vừa tới tay kia, chắc không phải là sừng viêm ma gì đó chứ. Hắn lập tức lắc đầu cười khổ, thầm mắng mình ngây thơ, loại truyền thuyết thần thoại thế này, làm sao có thể là thật. Phải rồi, lời đồn còn nói viêm ma mỗi 100 năm lại trở mình một lần, dẫn đến núi lửa phun trào quy mô lớn, ta ở trong môn đã xem qua ghi chép về núi lửa tháp Lý. Hình như mấy trăm năm trước nơi này đã xảy ra núi lửa phun trào quy mô lớn, nói không chừng truyền thuyết kia là thật. Lạc Cống thấy mọi người đều nhìn mình, càng hào hứng hơn, hùng hồn nói. Được rồi, đó đều là mấy truyền thuyết dân gian thôi, uổng cho ngươi là người trong giới tu tiên, lại đi tin mấy lời hoang đường như vậy. Lam Kha nhíu mày, khẽ trách cứ. Lạc Cống ngây ngô cười ha ha mấy tiếng rồi ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nhưng cũng nhờ có câu chuyện của Lạc Cống, bầu không khí hiện trường nhẹ nhõm đi nhiều. Mọi người nghỉ ngơi một lúc, hầu như đều đã khôi phục lại. Các vị tiếp đây tính thế nào? Lam Kha hỏi. Xảy ra chuyện thế này, tiếp tục tìm kiếm Hỏa Phác Ngọc cũng không được nữa, hay là trước trở về tông môn đi, vết thương của A Cổ Lạp sư đệ cũng phải mau chóng tìm người xem. Mộc Ly đề nghị, nhưng người khác cũng không dị nghị, đoàn người lập tức lên đường tiến về phía tông môn, hành chấp đường. Những người cùng Viên Minh chấp hành nhiệm vụ trở về, nhất loạt giao Hỏa Phác Ngọc đổi lấy phần thưởng, chỉ có hắn mang hết Hỏa Phác Ngọc cho chồn lửa ăn nên không thể nhận được thù lao. Nhưng Viên Minh cũng không quan tâm, hắn đã quyết định nhận nhiệm vụ chăm sóc Hỏa Sàm Nhi nên trực tiếp đi tìm chấp sự. Sau khi đăng ký biên bản tiếp nhận nhiệm vụ ở bên đó, Viên Minh được cho biết, đệ tử không thuộc ngự thú đường muốn tiếp nhận nhiệm vụ dính dáng đến nuôi dưỡng linh thú cần phải đến ngự thú đường học tập kiến thức liên quan, hơn nữa còn phải nhận được chứng chỉ mới được. Dù sao, việc liên quan đến sủng thú của Tam Động Chủ, nếu xảy ra chuyện thì chẳng ai gánh nổi trách nhiệm. Chương 76 Oan gia ngõ hẹp. Sáng sớm ngày hôm sau, Viên Minh đến Hỏa Phường từ sớm, công việc chọn lọc tài liệu luyện khí với hắn cũng không khó, trái lại còn làm từng công đoạn của việc sàng liệu như phân biệt tài liệu, đập vụn tinh thạch, sàng lọc tài liệu vô cùng trôi chảy, rất nhanh đã làm xong công việc của ngày hôm nay. Hắn không lãng phí thời gian đi nghỉ ngơi, lập tức lại cầm búa rèn lên, bắt đầu hoạt động luyện phôi buồn tẻ mà đầy thách thức. Có điều sau một hồi vất vả mà vẫn tiến triển không được bao nhiêu. Hắn đối với vấn đề này cũng không quá nản lòng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay, hắn liền đi đến nhà ăn ăn cơm trưa, xong liền chạy thẳng tới ngự thú đường. Viên Minh hiện giờ đã biết trong ba ngọn núi ở Tông Môn, ngọn thấp nhất ở rìa Đông Nam thuộc về luyện lô đường. Xem như địa bàn của nhị động chủ yếu phụ trách trồng linh dược và luyện chế đan dược cho Tông Môn. Ngọn núi ở giữa thì không cần phải nói, chính là hỏa luyện đường do Tam Động Chủ quản lý, phụ trách luyện khí cho Tông Môn. Còn ngọn núi cao nhất ở phía Đông Bắc là của ngự thú đường do Đại Động Chủ quản lý, đây cũng chính là đường khẩu có địa vị cao nhất, thực lực cường đại nhất trong Tông Môn. Do bản thân không có linh thú, Viên Minh đi đường đều nhờ hết vào hai chân, đợi đến khi tới được ngự thú đường đã là một canh giờ sau. Tình trạng ngự thú đường khác hẳn hỏa luyện đường. Nó có cách mảng kiến trúc nằm phân bố khắp toàn bộ ngọn núi, chỗ chân núi đã có ngay một tòa đại đường hình tròn chuyên dùng để tiếp đón. Viên Minh vừa mới bước vào bên trong đã thấy ngay ở phía đối diện có một đệ tử mặt đen tròn, vóc người cường tráng bước tới phía hắn. Ha ha, vị sư đệ này nhìn lạ mặt, là mới nhập môn chưa lâu ha. Tên đệ tử cười híp mắt nói. Viên Minh được tiếp đón nhiệt tình bất thình lình, nhất thời hơi lúng túng, chỉ có thể khẽ gật đầu. Sư đệ đến ngự thú đường không cần câu nệ gì cả. Chúng ta đây vốn là vì toàn thể huynh đệ tông môn mà phục vụ, giá tiền cũng rất hợp lý, có thể đáp ứng mọi yêu cầu của ngươi. Không biết sư đệ lần này tới đây là muốn thuê hay là mua linh thú nhỉ? Ta có thể giới thiệu chi tiết cho ngươi một chút. Đệ tử mặt tròn cười càng thêm tươi, hỏi. Viên Minh nghe thế liền sững người, hóa ra là vì làm ăn, khó trách lại ân cần như vậy. Sư huynh hiểu ta
ta tiếp nhận nhiệm vụ ở hành chấp đường nên đến học tập tri thức nuôi dưỡng linh thú cơ sở. Viên Minh cười lắc đầu, đáp. Đệ tử mặt tròn nghe vậy sửng sốt, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, giọng điệu cũng trở nên hờ hững. Ồ, ra là thế. Ngươi đã tiếp nhận nhiệm vụ, vậy đã có thiêm thư của bên hành chấp đường chưa? Viên Minh đã chuẩn bị kỹ từ trước, nhanh chóng lấy từ trong ngực áo ra rồi đưa tới. Đệ tử mặt tròn tiện tay tiếp lấy, nhìn một chút rồi nhíu mày nói, ngươi sao chỉ có con dấu của hành chấp đường, không có chữ ký của trưởng lão sao? Viên Minh nghe vậy liền nhướng mày, lúc trước hắn đã xác nhận mấy lần với chấp sự hành chấp đường là chỉ cần có thiêm thư đã đóng dấu là được, đối phương rõ ràng là đang bày ra vẻ làm khó dễ hắn. Giải thích, thiêm thư là dạng công văn, có ký tên đóng dấu, tương tự giấy giới thiệu. Hết giải thích. Đi về đi, bổ sung thêm chữ ký rồi lại đến nhá. Đệ tử mặt tròn thuận tay ném thiêm thư lại, đang định quay người mặc kệ Viên Minh. Đúng lúc này, một bóng người bước vào đại sảnh, vừa nhìn thấy Viên Minh liền lập tức đi tới chỗ hắn. Chà, đây chẳng phải là Viên Minh sư đệ sao? Viên Minh nghe tiếng nhìn lại, phát hiện người đến chính là vị đệ tử ngự thú đường chăm sóc chồn lửa mà hắn mới gặp hôm qua. Lạc Cống sư huynh, thật là trùng hợp, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Viên Minh nhíu mày, chắp tay thi lễ rồi nói. Viên sư đệ tới, xem ra là đã nghĩ kỹ, dự định khiêu chiến bản thân một chuyến hả? Lạc Cống đi đến trước mặt Viên Minh, liếc qua thiêm thư trong tay hắn một cái liền hiểu ngay, bèn cười nói. Khụ khụ, Lạc Cống sư huynh, hóa ra các ngươi quen biết à? Đệ tử mặt tròn trơ trẽn cười nói. Lạc Cống liếc nhìn sự biến hóa trong ánh mắt gã, biết ngay tên này lại đang làm khó dễ người khác. Liền khoát tay, nói, ta dẫn Viên Minh sư đệ vào núi là được, nơi này không cần ngươi quản, lo việc của ngươi đi. Được rồi, đệ tử mặt tròn không nhắc chuyện ký tên nữa, lập tức quay người bước đi. Viên Minh sư đệ, đi theo ta. Lạc Cống nói xong liền dẫn Viên Minh xuyên qua đại sảnh, từ cửa sau bước ra ngoài. Ra khỏi đại đường chỗ Sơn Môn, Viên Minh đầu tiên là đi tới một quảng trường rộng lớn, phía đối diện thấy một tòa kiến trúc hình tròn được xây dựng hoàn toàn bằng đá tảng xếp chồng, thoạt nhìn vô cùng kiên cố. Thấy ánh mắt hiếu kỳ của Viên Minh, Lạc Cống chủ động lên tiếng giải thích, đây là đấu thú trường. Đệ tử tông môn có thể mang linh thú của mình đến đây giao đấu, nếu giành thắng lợi thì có thể thu được phần thưởng là lượng lớn điểm cống hiến. Bình thường lúc nào sẽ có giao đấu, có thể đứng ngoài quan sát không? Viên Minh nghe thế, lập tức thấy hứng thú. Thông thường mỗi tháng sẽ có một lần, số lượt đấu không cố định, tùy theo số người tham gia. Đệ tử trưởng lão không tham gia giao đấu cũng có thể đứng ngoài xem, có điều phải nộp 10 điểm cống hiến phí nhập trường. Lạc Cống giảng giả chi tiết, quả nhiên không phải miễn phí, Viên Minh thầm nghĩ trong lòng. Nói tới lại nhớ, mỗi lần giao đấu đều vô cùng náo nhiệt. Người xem cũng có thể dựa vào phán đoán của mình mà đặt cược, một khi bên mình đặt giành chiến thắng là có thể dựa vào tỷ lệ đặt cược thu hoạch được phần thưởng điểm cống hiến. Lạc Cống có chút hưng phấn nói, còn có thể như vậy. Viên Minh ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ, cái này không phải chính là đánh bạc sao? Không ngờ người tu tiên trên phương diện này cũng chẳng khác gì phàm nhân. Trong lúc nói chuyện, hai người vòng qua đấu thú trường, tiếp đó đi dọc theo con đường núi phía sau, rồi bắt đầu đi lên phía đỉnh núi. Hai bên đường cây cối rậm rạp, bên trong thấp thoáng thấy từng tòa kiến trúc quy mô, kiểu cách khác nhau, số lượng không biết gấp bao nhiêu lần hỏa luyện đường, thỉnh thoảng còn loáng thoáng nghe đủ loại tiếng thú giống truyền ra. Đi đến một quảng trường rộng rãi giữa sườn núi, Lạc Cống dừng bước, quay qua dặn dò Viên Minh. Chỗ để người không phải đệ tử bổn đường vì việc công tới học tập ngự thú chính là thú viên ở đằng trước, ta chút nữa dẫn đến đăng ký với trưởng lão chấp sự một lát là được. Học xong thì theo đường cũ trở về, không được đi lung tung. Ngự thú đường chúng ta nhiều quy củ, đăng cấp nghiêm ngặt, đặc biệt là khu vực từ sườn núi trở lên, đó là phạm vi hoạt động của đệ tử nội môn, bình thường không được tới. Đa tạ sư huynh, ta nhớ kỹ rồi. Viên Minh gật đầu nói. Nói xong, hai người liền đi tới một tòa viện lạc chiếm diện tích khá lớn, bước vào trong đại điện phía trước nhất. Trưởng lão chấp sự quản lý nơi này là một người đàn ông trung niên vóc dáng gầy gò, mặt nuôi hai chòm râu cá chê. Nhìn thấy Lạc Cống dẫn một người xa lạ tới liền hỏi, Lạc Cống đến à, vị bên cạnh người là đệ tử hỏa luyện đường đúng không? Đệ tử bái kiến Mạc Lỗ chấp sự, lần này tới đây là vì nhận nhiệm vụ nuôi dưỡng linh thú, tới dự thính học tập. Viên Minh trình thiêm thư lên rồi nói, sư đệ hiếu học như vậy, tất nhiên hoan nghênh. Nào,
tới đăng ký một chút, nộp lên 5 điểm cống hiến. Chấp sự dâu cá trên dương mắt nhìn hắn một cái, gật gật đầu nói. Viên Minh nghe xong, hơi nhướng mày. Hắn đã nhận được câu trả lời rõ ràng từ chỗ chấp sự hành chấp đường rằng người đến dự thính học tập tri thức nuôi dưỡng linh thú vì việc công sẽ không phải trả tiền. Đây là ranh giới cuối cùng cần phải có của một tông môn lấy ngự thú lập tông. Sao thế, viên sư đệ có vấn đề gì sao? Chấp sự dâu cá chê thấy Viên Minh đứng nguyên tại chỗ, chậm chạp không hề có vẻ định nhúc nhích, chàng mày không khỏi nhíu lại. Viên Minh tất nhiên là không có điểm cống hiến, trong lúc nhất thời cũng không biến ra được. Khi đang tính từ bỏ quay về, Lạc Cống lại móc lệnh bài đệ tử ký danh của bản thân, đưa cho Mạc Lỗ chấp sự. Mạc Lỗ chấp sự, vị sư đệ này mới tới, chưa biết quy củ, trừ điểm cống hiến trong lệnh bài của ta đi. Chưa biết quy củ, ngươi nên cẩn thận dạy hắn một chút, may mà ta là người dễ nói chuyện, gặp phải người khác có lẽ sẽ không khách khí vậy đâu. Sắc mặt Mạc Lỗ chấp sự dịu đi mấy phần. Y tiếp nhận lệnh bài, đoạn đưa yêu bài của mình điểm một cái lên, tức thì lòng bàn tay y có hào quang lóe lên, xong liền đưa lại lệnh bài cho Lạc Cống rồi xoay người đi tới cánh cổng phía sau. Đa tạ sư huynh, sau này nhất định ta sẽ trả lại. Viên Minh quay qua phía Lạc Cống, chân thành nói lời cảm ơn. Việc rất nhỏ, không đáng gì. Hôm qua nếu không nhờ ngươi hỗ trợ, chôn lửa của Tam Động Chủ xảy ra chuyện thì ta chắc chắn sẽ phải chịu phạt nặng. Lạc Cống khoát tay áo, nhỏ giọng nói. Đang lúc hai người sắp bước qua bậu cửa, chợt nghe một tiếng hét lớn từ phía sau truyền đến, dừng lại. Viên Minh nhướng mày, lòng thầm than, xui xẻo. Lạc Cống không rõ ràng lắm, xoay người, nhìn lại, sắc mặt hơi đổi, vội vàng chắp tay nói, khôn đồ sư huynh, có chuyện gì sao? Viên Minh ở bên cạnh quay người lại, không hề tránh né, nhìn thẳng vào mắt khôn đồ. Hắn vốn nghĩ tông môn rộng lớn như vậy thì sẽ chẳng có chuyện trùng hợp đến thế, không ngờ lại đụng phải tên này, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Khôn đồ sư huynh, hắn, Lạc Cống còn chưa nói hết câu đã bị khôn đồ trừng mắt nhìn, lập tức câm như hến. Mạc Lỗ vốn đã đi đến phía sau cửa đại điện, lúc này cũng dừng bước, quay người nhìn lại, khi thấy người tới là khôn đồ. Hai hàng râu cá chê bên mép run rẩy, miệng chất đầy vẻ tươi cười, bước nhanh mấy bước tới trước mặt khôn đồ, chắp tay nói. Khôn đồ sư huynh, ngọn gió nào thổi ngài tới đây thế này? Mạc Lỗ, ngự thú đường từ lúc nào lại tùy tiện như vậy, con chó con mèo cũng có thể đi vào sao? Vạn nhất mất linh thú quý giá nào thì sao? Nếu ngươi cảm thấy công việc chấp sự này làm vất vả quá, ta cũng không ngại đề nghị sư tôn một chút, để ngươi có thể về chuyên tâm tu luyện. Khôn đồ liếc mắt nhìn Mạc Lỗ, bóng gió uy bức. Ấy, khôn đồ sư huynh nói đi đâu vậy? Ta vừa thấy tiểu tử này mắt la mày lém, không giống thứ tốt đẹp gì, đang định đuổi hắn đi thì ngài đã đến. Này, nói ngươi đó, nơi này là chỗ người có thể tùy tiện đến sao? Còn không mau cút đi. Mạc Lỗ cười làm lành với khôn đồ, xong lập tức hướng về phía Viên Minh nghiêm mặt quát lớn. Viên Minh từ thần sắc biến hóa trên mặt Lạc Cống khi nhìn thấy khôn đồ liền hiểu ngay ra, khôn đồ dù là đệ tử mới vào nội môn nhưng địa vị ở ngự thú đường đã rất không tầm thường. Chuyện học tập hôm nay nhất định bị lỡ, cứng đầu ở lại cũng chẳng lấy được thứ gì tốt, trái lại còn tạo điều kiện cho gã dội nước bẩn. Hắn vốn định nói một tiếng cảm tạ Lạc Cống, nhưng lại lo đem phiền phức đến cho y nên không nói gì, lập tức xoay người đi ra phía ngoài đại điện. Đứng lại, ta đã nói để ngươi đi đâu? Khôn đồ thấy Viên Minh không nhìn mình, sắc mặt càng thêm âm trầm, quát lớn một tiếng. Hai con chó săn sau lưng gã lập tức nhoáng người một cái, một trái một phải chặn đường đi của Viên Minh. Các bạn đang nghe chuyện tiên giả của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 77, Quy Tàng. Lạc Cống hết nhìn khôn đồ lại nhìn Viên Minh, mặt đầy vẻ xoắn xuýt, tuy miệng đã hơi há ra nhưng cuối cũng vẫn không dám lên tiếng nói thay cho Viên Minh. Khôn đồ sư huynh, trước khi ta sang đây đã đăng ký nhiệm vụ ở hành chấp đường, muốn mấy chuyện thần không biết quỷ không hay, e là hơi khó nhỉ. Viên Minh ngừng bước, quay người nhìn khôn đồ, nở nụ cười để lộ hàm răng trắng như tuyết rồi nói. Ta hoài nghi có người tâm tư bất lương, dòng ngó linh thú trong đường, ta phải cẩn thận kiểm tra một số kẻ có điểm khả nghi. Trước đó, ngươi không thể rời đi. Khôn đồ híp hai mắt lại, sát cơ lóe lên. Phải rồi, nhiệm vụ ta nhận là giúp Tam Động Chủ chăm sóc con chồn lửa của nàng. Viên Minh cười cười, thản nhiên nói.
Hắn đặc biệt nhấn mạnh ba chữ tam động chủ, nói như gằn. Lạc Cống không biết đầu đuôi câu chuyện, trông thấy bộ dáng này của Viên Minh, trong lòng chỉ muốn mắng, quá lỗ mãng, quá lỗ mãng. Khôn Đồ nghe vậy khẽ giật mình, không như Lạc Cống, gã biết rõ tam động thu Viên Minh vào núi, khả năng cao cũng là vị con chồn lửa kia. Thế nên không thể không tính đến việc Viên Minh đến đây có phải cũng là theo ý tam động chủ hay không. Nghĩ tới đây, gã không khỏi có chút do dự. Kỳ thực gã tất nhiên cũng sẽ không ngốc đến độ làm chuyện kiểu giết người diệt khẩu trong tông môn, vốn chỉ định giữ Viên Minh lại, khiến hắn nhục nhã một phen rồi đuổi hắn đi. Hiện tại bởi e ngại tam động chủ, gã không thể không thay đổi chủ ý. Ít nhất, trước khi tìm hiểu rõ ràng mọi việc thì không thể công khai như thế. Gã cũng không muốn vừa tiến vào nội môn, còn chưa đứng vững gót chân, đã khơi khơi đắc tội với đại nhân vật trong tông chỉ vì một nhân vật nhỏ không đáng chú ý, như thế rõ ràng là được không bằng mất. Hừ, hôm nay ta còn có chuyện quan trọng bên người, lười so đo với người. Mạc Lỗ, nhớ cho kỹ tên này, về sau hắn còn to gan dám đến địa bàn ngự thú đường chúng ta, lập tức đánh ra ngoài cho ta. Nếu hắn ở địa bàn của chúng ta xảy ra chuyện gì liên lụy lên đầu ta, kẻ duy nhất mà ta hỏi chính là ngươi. Khôn Đầu nhìn về phía Mạc Lỗ, căn dặn một câu rồi lập tức dẫn mấy người Ô Lỗ quay lưng đi ra ngoài. Vâng vâng vâng, Khôn Đầu sư huynh cứ yên tâm, ta nhất định làm theo. Sư huynh đi thong thả. Mạc Lỗ khom lưng cúi đầu về hướng bóng lưng Khôn Đầu, thần sắc giặt một bộ nịnh nọt. Trong suốt quá trình, Lạc Cống hiển nhiên cũng nhìn ra Khôn Đầu và Viên Minh không hợp nhau, cho nên một mực cúi đầu đứng bên cạnh Mạc Lỗ, không nói nửa lời. Viên Minh thờ ơ lạnh nhạt, đối với một màn trước mắt này cũng không cảm thấy bất ngờ. Trải qua đoạn thời gian này, hiểu biết của hắn về Bích La Động tự nhiên đã không phải không biết chút gì giống như trước đây. Nếu nói toàn bộ tông môn, người có địa vị cao nhất hiển nhiên là ba vị động chủ, tiếp đó là trưởng lão chủ sự các đường, ví dụ như Mông Sơn trưởng lão mà hắn đã nhiều nghe qua đại danh. Ngoài những người này ra còn có một số trưởng lão nội môn dù không chủ quản sự vụ, nhưng vì thực lực bản thân không yếu nên địa vị cũng tương đối cao. Những người này thông thường đều là từ đệ tử nội môn tấn thăng lên. Loại trưởng lão này tối thiểu cũng phải là trúc cơ kỳ trở lên, số lượng không nhiều lắm, phần lớn còn lại là chấp sự bình thường giống như Mạc Lỗ. Địa vị cao hơn đệ tử ký danh một chút, bình thường cũng đều là do đệ tử ký danh thăng cấp lên. Bọn họ phụ trách xử trí các loại tạp vụ trong tông môn, thỉnh thoảng sẽ bóc lột đệ tử ký danh, còn khi ở trước mặt đệ tử nội môn và trưởng lão thì không dám sơ sẩy chút nào. Vị gọi là Hô Hỏa trưởng lão trước kia chính là nằm trong hàng ngũ này. Tên tiểu tử này còn không mau đi đi, đúng là suối quẩy. Mạc Lỗ đợi Khôn Đồ đi xa rồi, liền ngồi thẳng lên, khẽ vê cọng râu cá chê, nhìn Viên Minh trách mắng xong còn trừng mắt với Lạc Cống. Viên Minh quay nhìn bọn họ thật sâu, cười lạnh một tiếng rồi lập tức xoay người bước ra khỏi đại điện. Hắn đi một mạch từ trên núi xuống dưới, dự định tới quy tàng các mà Lam Kha từng nhắc đến thử thời vận. Xem có thiêm thư của hành chấp đường rồi thì có thể lấp liếm quá quan được không. Kết quả hắn vừa đi ra khỏi địa giới ngự thú đường chưa được bao lâu, sau lưng đã có một con gấu xám băng băng đuổi theo. Hắn nhướng mày, đè chặt tay lên trường kiếm bên hông, đoạn quay người nhìn lại. Chỉ thấy Lạc Cống ngồi trên lưng gấu xám, từ xa xa vẫy vẫy tay với hắn. Viên Minh thấy thế, thân sắc thoáng thả lỏng nhưng tay vẫn không buông kiếm. Lạc Cống đuổi tới gần, nhảy từ trên lưng gấu xám xuống, hơi lúng túng nhìn Viên Minh, nói, mới rồi thực xin lỗi, tên Khôn Đồ kia giờ là hồng nhân trước mặt Mông Sơn trưởng lão, ta chọc không nổi. Sư huynh nghĩ nhiều rồi, lúc trước có thể giúp đỡ, ta đã vô cùng cảm kích. Viên Minh lúc này mới buông chuôi kiếm ra, khách khí nói. Ai, ở trong Bích La Động, nhất là ngự thú đường bọn ta, cường giả vi tôn, lời của kẻ yếu không có trọng lượng. Ta đuổi theo cũng không phải chỉ để xin lỗi, chủ yếu là muốn nói với người, muốn học tri thức thuần dưỡng linh thú cũng không nhất phải đến ngự thú đường. Quy tàng các bên kia cũng có cất giữ loại sách này, ngươi có thể qua đó mượn đọc. Lạc Cống khoát tay áo nói. Ta cũng nghe nói qua, đang tính đi qua bên kia xem tình hình, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở. Viên Minh gật đầu nói. Có điều nếu đi quy tàng các sẽ tốn không ít tinh lực tự mình chỉnh lý, phân loại, nhưng trước mắt với ngươi mà nói đúng là cũng chẳng có cách nào khác. Được rồi, lời khách sáo ta không nói nữa. Ta làm thế này cũng là để báo ân tình thiếu ngươi lúc trước, ngày sau chúng ta cũng chỉ có thể coi như không quen, nếu không cuộc sống của ta ở ngự thư đường sẽ chẳng dễ chịu gì. Lạc Cống cười khổ nói, có thể hiểu,
sư huynh bảo trọng nhiều hơn. Viên Minh ôm quyền nói. Thời khắc trước khi rời đi, Lạc Cống lại hạ giọng nhắc nhở, tên khôn đồ này tâm trả thù rất nặng, chính ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Nói xong, y liền cưỡi linh thú gấu xám của mình trở về ngự thú đường. Viên Minh thì nhắm thẳng hướng tới Quy Tàng Các mà đi. Quy Tàng Các nằm trên tầng 2 một khu kiến trúc hình tròn thuộc khu vực giữa tông môn. Đợi đến khi Viên Minh tìm tới Quy Tàng Các, sắc trời đã khá tối. Hắn lập tức bước tới phía trong cửa điện, khi đang định bước qua cửa lại bất ngờ đụng vào một người. Hai người nhìn nhau, đầu tiên là cùng dừng lại, sau đó trong mắt cùng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ô, Viên Minh, Triệu Đồng sư huynh, người từ bên trong cửa đi ra không phải ai khác, chính là kẻ quanh năm buôn bán trong Cáp Mô Cốc, Triệu Đồng. Viên Minh quan sát trên dưới Triệu Đồng một lượt, thấy y ôm trong ngực mấy cuốn sách, hình như mới mượn từ Quy Tàng Các ra. Sao ngươi lại ở chỗ này? Triệu Đồng liếc mắt nhìn trang phục trên người Viên Minh, vừa kinh hỉ vừa thấy rất khó hiểu. Việc này kể ra rất dài dòng, Viên Minh nhất thời cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Không vội, chúng ta tìm một chỗ rồi người từ từ kể cho ta nghe. Sự hiếu kỳ trong lòng Triệu Đồng đại thịnh. Nhưng ta còn có việc, phải đến Quy Tàng Các mượn xem một ít thư tịch. Viên Minh tỏ vẻ khó xử. Mượn xem thư tịch, đã chuẩn bị đủ điểm cống hiến rồi sao? Triệu Đồng hỏi. Ta vừa mới nhập môn, điểm cống hiến của tông môn đầu tháng sau mới được lĩnh, nhưng mà ta có nhiệm vụ của hành chấp đường bên người. Cần tìm đọc tài liệu liên quan, định đi hỏi chút xem có thể dàn xếp được không? Viên Minh thành thật đáp. Vậy thì khỏi đi đi. Điểm cống hiến ngươi cũng không có, ngay cửa Quy Tàng Các còn không thể vào được thì ai dàn xếp cho ngươi? Tốt nhất là cứ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta trước đi, ta nghĩ cách giúp ngươi. Nói đoạn, Triệu Đồng liền không để hắn kịp nói gì, lôi Viên Minh đến ngồi ở một cái đình tròn tạo hình kỳ lạ cách đó không xa. Viên Minh bất đắc dĩ, đành phải đem những chuyện mà mình trải qua trong suốt khoảng thời gian này ra, lựa chọn một số việc có thể nói ra kể cho Triệu Đồng nghe. Ta nói, tiểu tử ngươi đúng là vận cướp chó, có thể từ phi mao thú nô vượt lên làm đệ tử ký danh, nói không quá thì tới lúc ta nhập môn tới giờ cũng chỉ thấy có mỗi một mình ngươi. Triệu Đồng nghe xong, mặt mũi tràn ngập vẻ khó có thể tin, cũng coi là nhân họa đắc phúc đi. Giải thích, vận cướp chó hay cẩu thỉ vận là một cách ví von của người Trung Quốc. Nguyên do của nó là thời xưa người ta thường dùng phân bắc đã ủ đến bón ruộng nhưng thường không đủ, nên có hiện tượng dậy sớm đi hót phân chó. Lúc này chó thì vẫn bán được, mà người nhặt được phân chó cũng có thể bán được một khoản. Một phần nữa là do chó là con vật theo quan niệm phương Đông mang lại tài vận nên việc ai đó có lỡ dẫm phải phân chó thì ngoài việc xui xẻo là dẫm cướp thì vẫn có nhiều điều may mắn khác. Lâu dần, câu ví von này áp dụng cho trường hợp ai đó gặp may mắn bất ngờ nhưng đi kèm may mắn đó còn kém chút xui xẻo, hoặc còn dùng trong trường hợp mỉa mai khi không thích đối phương gặp may. Hết giải thích. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm vào chữ trên ngực áo Triệu Đồng, trong mắt không khỏi hiện vẻ cổ quái. Ngày thường, Triệu Đồng ở Cáp Mộc Cốc luôn mặc phục sức bình thường, ít nhất Viên Minh chưa từng thấy y mặc trang phục đệ tử Bích La Động. Hôm nay gặp mới phát hiện, trang phục mà y mặc rõ ràng là của đệ tử Luật Quy Đường. Triệu sư huynh là đệ tử Luật Quy Đường, Viên Minh hỏi. Triệu Đồng cúi đầu liếc mắt nhìn ngược áo mình, hỏi ngược lại, sao thế, cái này kỳ quái, làm sao? Ngươi là một đệ tử Luật Quy Đường, làm sao lại chạy đến Cáp Mô Cốc buôn bán? Viên Minh có chút kỳ quái hỏi thăm. Khục, ngươi chớ hiểu lầm, ta thế nhưng là quang minh chính đại tiếp nhận nhiệm vụ từ hành chấp đường, chẳng có gì quá kỳ quái đâu. Triệu Đồng biểu lộ có hơi xấu hổ, họ nhẹ một tiếng rồi nói qua loa. Viên Minh nhìn chằm chằm y, tuy không nói gì nhưng biểu lộ trên mặt chẳng khác gì muốn nói ngươi coi ta là kẻ ngu sao. Được rồi, bình thường đệ tử Luật Quy Đường đúng là sẽ không đi làm loại nhiệm vụ thu lao thấp lại chẳng được cảm ơn này. Ta là do thực sự không muốn ở trong Luật Quy Đường nên mới đến Cáp Mô Cốc cho thanh tĩnh, ở đó đọc sách sẽ không bị ai quấy rầy. Triệu Đồng vừa nói vừa lắc lắc chỗ sách trong tay. Viên Minh nghe thế liền liếc mắt nhìn đống sách trong tay y. Kết quả liếc mắt cái liền thấy, bên trên bìa quyển sách ngoài cùng. Rõ ràng dùng văn tự Trung Nguyên ghi bốn chữ lớn Kim Thư Dục Nghiệt, nhìn thế nào cũng không giống như sách đứng đắn gì. Ngươi đã không muốn ở trong Luật Quy Đường, sao lúc trước lại gia nhập Luật Quy Đường? Viên Minh thu tầm mắt lại, hỏi. Người có linh căn tuyệt hảo trong thiên hạ rất ít, hơn nữa đại đa số chỉ có thể làm tán tu. Có thể gia nhập tông môn đã là ông trời phù hộ rồi,
tự nhiên là được phân đến đường khẩu nào thì cứ ở đó thôi. Triệu Đồng lườm hắn một cái, nói, Viên Minh nghe thế, khẽ gật đầu xem như chấp nhận câu trả lời này. Phải rồi, người đến Quy Tàng Các là muốn mượn xem sách gì? Triệu Đồng đổi đề tài hỏi, phương diện nuôi dưỡng linh thú. Viên Minh đáp gọn, ngươi một tên đệ tử hỏa luyện đường, không tập trung rèn sắt, đi nghiên cứu cái gì nuôi dưỡng linh thú, sao làm việc còn kém đàng hoàng hơn cả ta thế? Triệu Đồng cau mày hỏi, ta dự định nhận nhiệm vụ trông coi một con linh thú, cần học ít kiến thức căn bản. Viên Minh giải thích, là con linh thú của Tam Động Chủ. Triệu Đồng đã nghe Viên Minh kể quá trình nhập môn của hắn nên biết chuyện của Hỏa Sàm Nhi. Đúng vậy, con chồn lửa này với ta đúng là có chút duyên phận. Viên Minh đáp, xong lại kể lại chuyện hắn gặp chồn lửa ở miệng núi lửa lúc trước cho Triệu Đồng. Nghe mấy lời này, Triệu Đồng lộ vẻ vừa ngạc nhiên vừa ao ước, nói, con chồn lửa của Tam Động Chủ cũng không phải linh thú bình thường. Trước mắt nó vẫn đang trong giai đoạn ấu niên, chưa nhìn ra quá nhiều điểm thần dị, chờ đến lúc thành niên, chà chà. Nó có thể thân cận ngươi thì đúng là thiên đại phúc nguyên. Thế nên càng phải học tập chút tri thức nuôi thú mới được. Viên Minh khẽ gật đầu. Muốn đến Quy Tàng Các đọc sách thì phải có điểm cống hiến mới được. Lúc đăng ký vào cửa sẽ bị khấu trừ một điểm cống hiến, đợi khi tiến vào trong các là lập tức có thể mượn đọc các loại thư tịch. Bên trong có giá sách, có thể tự mình lấy đọc, có điều bình thường không thể mang ra ngoài, chỉ có thể đọc trong khu đọc sách, sau khi đọc xong phải đặt về chỗ cũ. Dĩ nhiên nếu chịu bỏ ra chút ít thì cũng không phải không thể sao lại. Triệu Đồng nói xong, bất giác vân vê cuốn Kim Thư Dục Nghiệt trong tay. Ồ, sách gì cũng có thể mượn đọc sao? Viên Minh trong lòng khẽ động, hỏi. Chương 78, Thư Bất Tá. Ngươi đúng là chồn đòi ăn trứng thiên nga, mơ đẹp quá ha. Sách để ở khu vực công cộng dưới lầu một đều là tài liệu phổ biến. Ví dụ như bách thảo tập với thường loại hung đồ giám mà ta đưa cho ngươi lúc trước. Muốn xem tư liệu cơ mật hoặc bí tịch thuật pháp thì phải lên lầu 2 tìm trưởng lão quản lý đổi lấy. Triệu Đồng nhíu mày, cười nói. Đổi, chắc phải tốn không ít điểm cống hiến. Viên Minh hỏi. Phải xem tình hình cụ thể, mỗi loại tài liệu có giá trị khác nhau, theo đó số điểm cống hiến cần để đổi cũng khác nhau. Thông thường bí tịch thuật pháp của luyện khí kỳ cần khoảng 10 điểm cống hiến, còn bí thuật trúc cơ kỳ thì thường cần 300 điểm cống hiến trở lên. Hơn nữa, thời gian mượn đọc mỗi lần không được vượt quá 3 canh giờ. Triệu Đồng tiếp tục giảng giải. 3 canh giờ, Viên Minh trầm ngâm nói. Bình thường rất khó có người có thể ghi nhớ một bộ bí tịch thuật pháp trong vòng 3 canh giờ, thế nên lại phải tốn thêm điểm cống hiến đi đổi bản sao. Thông thường bản sao bí tịch luyện khí kỳ giá 100 điểm cống hiến, còn bản sao bí tịch trúc cơ kỳ thì cần 1.000 điểm cống hiến. Cái này đối với người khác thì đúng là một vấn đề không nhỏ, nhưng với ngươi lại chẳng tính là gì. Triệu Đồng nhìn thật sâu Viên Minh mấy lần, đồng thời nói vậy. Đối với khả năng nhìn qua là nhớ kỹ không quên của Viên Minh, Triệu Đồng vừa ấn tượng sâu sắc, vừa ao ước không thôi. Nếu có khả năng như vậy, y cần gì phải hết lần này tới lần khác tốn thêm tiền đi mua bản sao mấy quyển tiểu chí quái với chuyện ký tình cảm ly kỳ lắt léo kia chứ. Lầu 2 chỉ có bí tịch thuật pháp sao? Có công pháp tu luyện gì không? Viên Minh như có điều suy nghĩ, gật đầu rồi lại hỏi. Công pháp tu luyện là nền tảng của tông môn, theo ta được biết thì tồn lượng trong tông cũng không nhiều, số có thể lựa chọn cực kỳ ít ỏi, hơn nữa giá cả đắt đỏ kinh người. Mọi người bình thường đều chọn tu luyện Bích La Công, công pháp chính thống của tông môn chúng ta, chứ không tốn nhiều tiền đi đổi cái khác. Chờ đến đầu tháng sau, bản sao sao Bích La Công hẳn sẽ được phát xuống cùng với điểm cống hiến của ngươi, đến lúc đó là ngươi có thể nhận được. Triệu Đồng nói, nghe y nói những lời này, Viên Minh cuối cùng đã nắm rõ quy củ của Quy Tàng Các, nhất thời không khỏi trầm ngâm. Được rồi, ta đã nói sẽ nghĩ cách giúp ngươi. Ngươi trên thân tạm thời không có điểm cống hiến, ta có thể cho ngươi vay 5 điểm cống hiến. Triệu Đồng nhìn về phía Viên Minh, trong mắt xoay tròn, cười hì hì nói. Điều kiện sao? Viên Minh không bất ngờ, mở miệng hỏi. Rất hợp lý nha. Tính cả lãi, đầu tháng sau trả ta 7 điểm, thấy sao? Triệu Đồng xoa xoa tay, cười hắc hắc nói. Cũng được, không tính quá tâm đen. Có, thể. Viên Minh gật đầu đáp. Triệu Đồng lập tức cầm lấy lệnh bài của Viên Minh tới rồi đập nhẹ nó lên lệnh bài của mình, đợi chỗ va chạm có ánh sáng lóe lên xong liền trả lệnh bài lại cho Viên Minh. Xem một chút đi.
Triệu Đồng nói, xem thế nào. Viên Minh nghe thế, hơi lúng túng hỏi. Hắn ở hỏa luyện đường trước giờ vẫn luôn trong tình trạng nửa nuôi thả, mấy gia hỏa chỉ biết tối ngày luyện phôi kia cơ bản không có rảnh lo chuyện khác, nên căn bản chẳng ai chỉ cho hắn cách dùng lệnh bài. Lúc trước dù thấy LC thao tác một lần, nhưng hắn còn chưa kịp hỏi đã bị đuổi xuống núi. Ngươi đúng thật là, được rồi, ta làm người tốt thì làm tới cùng. Tay cầm lệnh bài, chìm đắm tâm thần, thoáng đưa lực chú ý tập trung lên trên lệnh bài là được. Triệu Đồng hơi ngưng lại, nhưng cuối cùng vẫn kiên nhẫn giảng giải. Viên Minh làm theo lời y, tâm thần vừa mới tập trung trên lệnh bài liền cảm nhận được từ bên trong truyền ra một ít văn tự tin tứ. Ghi tên họ của hắn, ấn ký đặc trưng của hỏa luyện cùng số điểm cống hơn mới tăng thêm 5 điểm. Thế nào, cảm nhận được chưa? Tiếng Triệu Đồng vang lên, Viên Minh khẽ gật đầu. Sau này khi cần giao dịch điểm cống hiến cũng vẫn là dùng cách cho lệnh bài chạm nhau xong dùng ý niệm khống chế là được. Hắc hắc, thường nói, thư phi tá bất năng độc giả. Dùng điểm cống hiến đi mượn để đi mượn sách đọc cũng có thể tạo động lực cho ngươi. Nói ra thì sư huynh cũng là muốn tốt cho ngươi. Triệu Đồng cười nói. Giải thích, thư bất tá bất năng độc giả nghĩa là sách không phải mượn thì cũng không thể đọc. Nghĩa mặt chữ mà vậy, ý chỉ việc sách mà không phải mượn thì không có áp lực về thời gian đọc, hạn phải trả nên đọc không chuyên chú. Hiểu rộng là làm việc mà có áp lực sau lưng ít nhiều cũng sẽ khiến bản thân có động lực, quyết tâm, nâng cao hiệu suất công việc hơn. Hết giải thích, đa tạ Triệu sư huynh, đầu tháng sau ta sẽ trả đúng hẹn. Viên Minh chân thành nói lời cảm ơn. Đối phương có thể chỉ bằng vào chút giao tình khi trước tại Cáp Mô Cốc mà tin tưởng cho hắn mượn điểm cống hiến. Ở trong tông môn như Bích La Động này, với bản thân hắn cũng xem như là một chuyện rất hiếm có. Tiếp đó, hai người lại hàn huyên chém gió trên trời dưới bể một hồi, kể lể đủ chuyện nơi mình ở xong liền vẫy tay từ biệt. Lúc Viên Minh đi tới Quy Tàng Các mới phát hiện đã qua giờ Tuất, Quy Tàng Các đã đóng cửa, chỉ đành coi như thôi, dự tính chờ đến ngày mai lại tới. Đợi tới khi hắn lần nữa trở lại trụ sở hỏa luyện đường đã là lúc nửa đêm. Trên bầu trời mây đen giăng kín, che khuất ánh trăng. Viên Minh đi đến bên giường ngồi xuống, thay vì tiếp tục tu luyện Minh Nguyệt Quyết, hắn bắt đầu tu luyện Cửu Nguyên Quyết. Trái với tiến độ tiến triển chậm chạp của Minh Nguyệt Quyết, Cửu Nguyên Quyết vẫn vững bước tăng trưởng, đâu cũng một chuyện khiến hắn cảm thấy vui mừng. Có điều, Viên Minh cũng mơ hồ phát hiện, không biết có phải do tấn thăng luyện khí tầng 5 không mà việc tu luyện Cửu Nguyên Quyết gần đây có vẻ tiến triển hơi chậm lại. Nếu cái này đúng là thật thì e là chuyện tu hành càng về sau sẽ càng khó khăn. Sau một đêm tu luyện, Viên Minh thần thanh khí sảng, hoàn toàn không hề có cảm giác mệt mỏi, thức dậy sớm hơn cả ngày xưa, xong lập tức đi đến hỏa phường luyện phôi. Cũng có thói quen đơn hỏa phường sớm một canh giờ, Phương Cách đứng xa xa nhìn bóng dáng Viên Minh vung búa, trên khuôn mặt nghiêm túc lộ ra ý cười hiếm thấy, âm thầm gật đầu. Tinh thần kiên nhẫn chấp nhất này của Viên Minh vẫn luôn được y ghi nhận, đệ tử mới tới hiện tại ít nhiều đều có phần sốc nổi, không biết bình tâm nhẫn nại. Điều này làm y tương đối đau đầu. Nhưng khi thấy Viên Minh mỗi lần liên tục vung được hơn 300 búa là lại hụt hơi đứt đoạn, y không khỏi thở dài, lắc đầu rời đi. Thất bại nhiều lần mà không nản lòng thối chí dù đáng để biểu dương, nhưng cũng không thể cứ không tiến bộ như vậy mãi được. Viên Minh tự nhiên không có chú ý tới dụng tâm lương khổ của Phương Cách sư huynh, tâm tư của hắn hiện tại đều không đặt ở chỗ này. Đợi tới đầu giờ Mùi, sau khi vừa hoàn thành công việc rèn đúc ngày hôm nay, hắn lập tức rời khỏi hỏa luyện đường, hưng phấn bừng bừng chạy thẳng đến Quy Tàng Các. Viên Minh làm hết các bước đăng ký ở cửa ra vào, giao nộp một ít điểm cống hiến xong liền lững thững bước vào trong Quy Tàng Các. Vừa bước vào đại sảnh tầng 1, hắn liền thấy ở phía trước chỗ cách đó hơn 10 trượng, có một cầu thang xoắn ốc bằng gỗ màu đỏ sậm, nối thông lên đại điện tầng 2. Lấy cầu thang xoắn ốc kia làm trung tâm, xung quanh là từng vòng bàn dài, ghế băng dạng nửa hình vành khăn. Trong đó có rải rác thấy rất nhiều đệ tử các đường đang yên lặng ngồi đọc sách. Viên Minh đảo mắt nhìn qua, thấy ở vòng ngoài số bàn ghế kia có một thông đạo hình vành khăn, ở ngoài thông đạo chỗ sát tường là một giá sách hình tròn chất đầy thư tịch, che kín cả bức tường. Hắn đi đến giá sách bên tay phải, ngửa đầu nhìn lại liền thấy phía trên cứ cách một đoạn lại theo một tấm biển gỗ. Bên trên ghi các loại phân mục như bách thảo, tạp ký, kỳ văn, dị phong, địa lý trí, bút ký tiểu thuyết. Viên Minh dọc theo thông đạo vừa đi, vừa xem xét, cuối cùng tìm được cuốn cẩm nang nuôi dưỡng linh thú cơ bản trong mục bách thú, lập tức lấy từ trên giá sách xuống.
Hắn tìm một chỗ yên tĩnh rồi ngồi xuống, mở sách ra và bắt đầu đọc. Viên Minh đọc sách không nhanh nhưng thần sắc lại chuyên chú lạ thường, hai mắt nhìn chằm chằm trang sách, ngón tay cứ cách 15 nhịp thở lại lật dở một lần, vô cùng đều đặn. Đợi đến khi lật đến trang cuối cùng, hắn liền khép sách lại, bắt đầu nhắm mắt cẩn thận nhớ lại một chút nội dung bên trong. Quá trình này lại cực nhanh, chỉ tốn thời gian hơn 10 nhịp thở, hắn đã duyệt qua một lượt toàn bộ nội dung. Thì ra, một ngự thú sư đạt chuẩn không chỉ cần am hiểu bắt giữ và thuần hóa linh thú, mà còn phải thành thạo cách thức nuôi dưỡng và nhân giống linh thú. Dựa theo nội dung trong sách, đại đa số linh thú chỉ có một số ít đời thứ nhất là thuần túy dựa vào việc bắt giữ rồi thuần hóa mà đến. Đời thứ hai, thứ ba sau này thường thường đều là thông qua việc nuôi dưỡng nhân giống mà ra. Do những con đời sau này được nuôi dưỡng từ thuở bé nên rất hiểu nhân tính, từ đó dễ dàng thuần hóa hơn nhiều, có điều khuyết điểm cũng rất rõ ràng, khuyết thiếu dã tính, tư chất tổng thể yếu kém. Dù sao linh thú sinh sản càng nhiều nhiều đời thì huyết mạch đời đầu càng mỏng manh, càng thiếu dã tính, sức chiến đấu cũng kém xa đời đầu bị bắt và thuần hóa. Thế nên thường thường linh thú do người gây giống chỉ sau 3 thế hệ, hoặc tối đa 4 thế hệ sẽ xảy ra hiện tượng huyết mạch đứt gãy, phải một lần nữa bắt giữ thuần hóa. Nhưng nếu có thể trực tiếp bắt tới một con linh thú huyết mạch tinh thuần con nhỏ, nó tự nhiên là đối tượng tốt nhất để thuần hóa bồi dưỡng. Không những có thể phát triển tốt cả nhân tính và thực lực, hơn nữa sau khi thành niên còn thường dễ dàng thức tỉnh một ít thiên phú. Có điều loại ấu thú này rất khó có được, là chuyện có thể gặp chứ không thể cầu. Con hỏa xàm nhi của Tam Động chủ chính là loại này, khó trách nó rất được yêu quý. Nội dung trong cuốn Cẩm nang nuôi dưỡng linh thú cơ bản trên tay Viên Minh chủ yếu nói về cách chăm sóc, phát triển thể chất và bồi dưỡng thú tính của linh thú lúc còn nhỏ. Yêu cầu lớn nhất của công việc này chính là duy trì cân bằng, tức đảm bảo dã tính và độ thân cận với con người của linh thú phải ở trong phạm vi hợp lý. Để linh thú không thể vì thân cận quá mức với con người mà thiếu khuyết khả năng tấn công, càng không thể để nó dã tính khó thuần đến độ đi tấn công chủ nhân. Trong sách còn căn cứ theo chủng loại linh thú khác nhau mà tiến hành phân chia chúng thành các loại thuộc tính, đồng thời từ đó phác họa ra quy tắc ăn uống chung dành cho mỗi loại thuộc tính. Ví dụ như đa số thanh lang là thuộc phong thuộc tính, sở trường tốc độ, công kích cùng chủ yếu dùng phong nhận. Còn hắc hùng phần lớn là thuộc kim thuộc tính, sở trường phá giáp, công kích chủ yếu là dùng móng vuốt cào xé. Hỏa xàm nhi rõ ràng là hỏa thuộc tính, nhưng phỏng chừng còn có điểm đặc thù khác nữa. Viên Minh sau khi xem hết Cẩm nang nuôi dưỡng linh thú cơ bản liền đứng dậy, đặt sách về chỗ cũ, tiếp đấy lại chọn mấy quyển thư tịch cho liên quan rồi bắt đầu lật đọc. Khoảng nửa canh giờ sau đó, hắn đã xem hết gần một nửa số thư tịch có liên quan tới linh thú ở trên giá sách. Sau khi phát hiện nội dung ở những cuốn sau bị lặp tới 3, 4 phần, Viên Minh liền bỏ ý định lật xem thêm sách khác, nội dung có thể đọc mà không mất phí cũng chỉ có những thứ này. Có điều bằng vào thiên phú đã thấy là không quên của hắn, thông qua những phần ghi chép hỗn tạp kia kết hợp với khả năng lĩnh ngộ không tệ lắm của bản thân với phương diện ngự thú, hắn đã có được cái nhìn tương đối toàn diện về tình hình linh thú cũng như phương thức ngự thú, đối với hắn hiện giờ mà nói thì vậy cũng đủ rồi. Các bạn đang nghe chuyện tiên giả của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 79, dị đoan hồn tu. Thời gian dành cho sách thuần thú ít hơn nhiều so với dự kiến, thế nên sau khi trả hết toàn bộ sách về chỗ cũ, hắn bắt đầu dạo bước trước kệ sách, chọn một ít nội dung khác để đọc. Đi tới danh mục địa lý trí, Viên Minh dừng bước, phân vân nhìn một lúc lâu mới lấy từ trên giá xuống một cuốn có tên là Lục Thông Trí. Quyển sách này so với những quyển khác thì dày và lớn hơn hẳn, trang bìa cũng rất khác biệt. Dùng một tấm gỗ cứng rắn chế thành, trên bìa còn chạm khắc một tấm bản đồ. Viên Minh bắt đầu lật địa thông chí ra xem, lại phát hiện trang đầu tiên bên trong được gấp lại. Hắn mở nó trải ra, phát hiện trang này lớn bằng 3 trang sách bình thường, trên đó vẽ một tấm địa hình đồ diện tích rộng lớn bằng những đường nét màu đen và đỏ. Nói là địa hình đồ cũng không chính xác, bởi nửa phần trên của tấm bản đồ này chỉ là những đường bản đồ thô sơ giản lược. Trên đó có phân chia lãnh thổ với diện tích gần đúng, nhưng không có đánh dấu địa hình địa vật. Còn nửa phần dưới lại được đánh dấu rõ ràng các loại địa hình địa vật, trong đấy núi non nổi lên, thung lũng sông chìm xuống, sơn thế thủy mạch cực kỳ rõ nét, sinh động như thật. Nhưng ánh mắt Viên Minh lại rơi thẳng vào khoảng 1/3 bản đồ, chỗ được vẽ đơn giản đến độ không thể đơn giản hơn.
Nguyên do chính là vì trên chỗ sát mép bản đồ có ghi chú hai chữ to Trung Nguyên, đó chính quê hương trong trí nhớ mơ mơ hồ hồ của Viên Minh. Cũng chính nơi mà hắn muốn trở về nhưng lại không biết là cụ thể là nên về nơi nào trên đó. Viên Minh nhìn kỹ một hồi, liền phát hiện chỗ chỉ chiếm 1/3 bản đồ còn không được hoàn chỉnh, mà chỉ đại khái đánh dấu phần bản đồ của hai quốc gia. Một gọi là Đại Tấn, cùng tên với quốc gia của tiểu hoàng đế mà hắn thấy khi châm hương khi trước, một nước khác gọi là Tây Việt. Hai quốc gia này sát cạnh nhau và đều giáp với thập vạn đại sơn như giao long nằm vắt ngang. Và nếu vượt qua sườn núi khổng lồ được phác họa bằng đường màu đen trên bản đồ, sẽ thấy Nam Cương nằm phía bên kia. Địa hình Nam Cương được phác họa tỉ mỉ hơn rất nhiều, ngoại trừ núi non sông ngòi còn đánh dấu một số quốc gia và phạm vi thế lực tương tự quốc gia. Viên Minh cẩn thận tìm kiếm một phen, cuối cùng cũng tìm thấy vị trí của Bích La Động. Sau khi cẩn thận so sánh, hắn mới kinh ngạc phát hiện Bích La Động trông có vẻ rộng lớn, nhưng đem so với dãy thập vạn đại sơn khổng lồ kia, quả thực là không đáng để nhắc tới. Mà toàn bộ diện tích lãnh thổ Nam Cương còn lớn hơn nhiều, cho người ta cảm giác lớn đến mức thái quá. Viên Minh định tìm một lộ tuyến nối từ Nam Cương đến Trung Nguyên, có điều sau khi nhìn kỹ một hồi, cuối cũng vẫn không thu hoạch được gì. Trời đất bao la, muốn trở lại quê nhà, chung quy cũng không phải chuyện dễ dàng. Viên Minh thầm cảm thán trong lòng. Lúc này, hắn nhớ đến một chuyện, lại bắt đầu ngưng mắt tìm kiếm trên bản đồ, mất một lúc sau mới tìm ra được một ngọn núi bé như hạt gạo, ở bên cạnh đánh dấu mấy chữ nhỏ Thanh Áo Sơn. Đó chính quê nhà mà Cáp Cống từng nhắc tới, cũng điều cuối cùng mà y nghĩ tới lúc lâm chung. Viên Minh dự định đợi sau khi hắn đứng vững gót chân ở Bích La Động, sẽ nghĩ cách đi ra ngoài một chuyện. Muốn về Trung Nguyên thì quá khó, nhưng nếu đi một chuyến tới Thanh Áo Sơn, phỏng chừng sẽ tương đối dễ dàng. Nhìn một lát nữa, hắn thu hồi nỗi băn khoăn trong lòng, gập tấm bản đồ lại rồi bắt đầu lật sách đọc. Nội dung được ghi trong sách này chủ yếu là giới thiệu tình huống các dòng sông, dãy núi của Nam Cương. Ở trong đó còn pha tạp rất nhiều dị văn cố sự, truyền thuyết thần tiên chí quái, vừa kỳ quái vừa khó phân biệt thật giả. Do đại đa số các địa phương đều rất xa lạ, hơn chưa từng đi qua hay nghe qua nên trong đầu cũng không có khái niệm gì. Sau khi đọc một lát liền cảm giác không hứng thú lắm, đem sách trả về chỗ cũ. Sau đó, hắn lại chú tâm tìm mấy cuốn điển tịch về phương diện địa lý, tính tìm kiếm thêm chút ít thông tin liên quan đến Trung Nguyên. Đáng tiếc những ghi chép như vậy ở trong sách vừa thưa thớt, hơn nữa lại chẳng thể cung cấp cho hắn quá nhiều tin tức. Rốt cuộc thì ở mảnh đất Nam Cương, thư tịch liên quan tới Trung Nguyên thực sự là ít đến đáng thương. Viên Minh đặt quyển sách cuối cùng đặt lại lên giá, đoạn tiếp tục dạo bước, muốn nhìn chút xem các mục khác còn có nội dung gì. Sau khi đi mấy bước, hắn dừng chân trước mục tu hành. Viên Minh tiện tay lấy một quyển từ trên giá xuống, liếc mắt nhìn bìa, thấy bên trên ghi tu hành thông thức bằng văn tự Nam Cương, lòng lập tức cảm thấy hứng thú. Hắn có thể đạp bước trên con đường tu hành, vốn đã là một chuyện nằm ngoài dự liệu, trước đây bị nhốt trong thập vạn đại sơn làm phi mao thú nô. Tự nhiên cũng sẽ chẳng có ai dạy cho hắn những kiến thức căn bản về phương diện tu hành. Lần này, sau khi trời đưa đất đẩy khiến hắn trở thành đệ tử ký danh, vẫn như trước chẳng có ai giải đáp thắc mắc cho hắn, vậy nên thứ Viên Minh thiếu khuyết chính là loại kiến thức này. Hắn lập tức quay lại chỗ ngồi, mở sách ra rồi bắt đầu tỉ mỉ lật xem. Đọc được một lúc, lông mày Viên Minh nhăn tít lại, trong lòng thầm nghĩ, hóa ra cùng là tu hành mà không phải tu sĩ nào cũng giống tu sĩ nào, còn có phân chia pháp tu, thể tu và hồn tu. Theo như nội dung ghi trên sách, cái gọi là thể tu chính là chuyên tu thể phách, tu luyện công pháp luyện thể, chú trọng rèn luyện da lông gân cốt huyết nhục và tạng phủ, rèn luyện chính bản thân mình tới mức độ như pháp bảo. Khi đối chiến với kẻ địch thì không cần dựa vào ngoại vật, bản thân chính là vũ khí giết địch, hơn nữa năng lực sinh tồn còn rất mạnh. Pháp tu thì là chú trọng tu luyện tích lũy pháp lực, dẫn linh khí thiên địa nhập vào trong cơ thể, từng bước thanh lọc, cô đọng, sau đó chứa đựng ở trong đan điền, kinh mạch, kết hợp với pháp thuật phóng ra, sẽ có thể có năng lực quỷ thần cũng không lường được, tu tới chỗ cao thâm thậm chí còn có thể rời non lấp bể. So với thể tu mà nói, cuốn sách này rõ ràng tôn sùng con đường tu pháp hơn, nói dù thể phách tương đối yếu nhược, nhưng thi pháp ngự vật, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, công kích biến hóa đa đoan, cũng có thể thông qua các loại thủ đoạn như trang bị điều khiển pháp khí, rèn luyện dược vật để tăng thực lực bản thân, thường thường công thủ càng thêm toàn diện. Loại thứ ba được đề cập trong sách là hồn tu, có điều nội dung rất ít. Đối với hồn tu,
Tác giả viết cuốn sách này tựa hồ có ý kỳ thị rất rõ ràng, chỉ nói nó đã không luyện thể, cũng không tu pháp, chuyên chú vào tinh tu lực lượng thần hồn, quả thực là tu hành dị đoan. Đánh giá bằng một từ dị đoạn này cũng tương đương với nói nó cực kỳ thấp kém. Ở phần sau, trong sách vẫn miêu tả giản lược một chút thủ đoạn của hồn tu, có điều mọi miêu tả ít nhiều đều có chút huyền bí. Ví như trong sách có nói rằng, hồn tu đạt đến cảnh giới nhất định sẽ lập tức có thể khống chế thi thể không hồn, điều khiển nó chạy nhảy như người sống, thậm chí công kích chiến đấu. Con mèo bạc kia không biết rốt cuộc là thần thánh phương nào. Khi đọc đến đoạn này, Viên Minh bất giác nhớ đến cảnh tượng mèo bạc khống chế tàn thi tấn công Nhân Tiêu Vương trong động quật khi trước. Liên quan tới hồn tu, trong sách còn miêu tả năng lực khác nữa là thần du và siêu hồn. Trong đó, miêu tả liên quan tới thần du có nói, khi hồn tu đạt đến một tu vi nhất định, có thể đưa thần hồn ly thể. Phùng Hư ngự phong mà thần hành ngàn dặm, thậm chí dùng hình thái hồn thể tấn công kẻ khác, giết địch ngoài ngàn dặm. Nhưng thứ khiến Viên Minh thấy hứng thú nhất, thực ra chính là năng lực siêu hồn. Hồn tu có được năng lực này liền có thể cưỡng ép đưa thần trí của mình xâm nhập vào thức hải người khác. Tùy ý lục soát tra xét ký ức người khác, thậm chí còn có thể cưỡng ép thay đổi hoặc xóa ký ức của người đó. Nếu có thần thông này, không biết có thể lấy lại ký ức của mình không? Viên Minh trong lòng thầm nói. Tiếp tục đọc tới phần sau, Viên Minh cũng dần dần hiểu rõ hơn, hồn tư dù có chỗ độc đáo rõ ràng, nhưng cũng tồn tại thiếu sót chí mạng. So với hai cách thức tu luyện kia, điều kiện tu luyện của hồn tu hà khắc hơn, quá trình tu luyện cũng hung hiểm hơn. Cho dù có công pháp hồn tu chính thống hướng dẫn thì vẫn rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Người bị tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì đánh mất thần trí biến thành ngu dại, nặng thì hồn phi phách tán, đến cơ hội đầu thai chuyển thế, làm người cũng không có. Viên Minh thấy thế, không khỏi âm thầm kinh hãi, mồ hôi lạnh túa ra ướt sũng cả người, bản thân hắn hình như trước giờ chưa xuất hiện tình trạng như vậy. Cũng chẳng biết là do may mắn hay là vì bộ Minh Nguyệt Quyết mà mèo bạc cho hắn tương đối đặc biệt. Nhớ lại thì hiện tại tuy việc tu hành của hắn gặp cản trở, tiến triển chậm chạp, nhưng không có phát giác dấu hiệu nguy hiểm gì như tẩu hỏa nhập ma. Trái lại còn cảm thấy công pháp này có thể làm dịu mầm họa phản phệ do việc tu luyện phi mao thuật trước đây gây nên, đó cũng chính là động lực chủ yếu khiến hắn tiếp tục tu luyện. Viên Minh thậm chí còn cảm thấy rằng, có lẽ đây là sự cường điệu quá mức xuất phát từ thành kiến với hồn tu của tác giả cuốn sách, do đó hắn có chút không đồng tình. Phải biết rằng, phi mao thuật hiện tại vẫn là chỗ dựa chủ yếu của hắn mỗi khi lâm trận đối địch. Hắn không có ý định từ bỏ nó trước khi có được thủ đoạn ngăn địch tốt hơn, vậy nên dĩ nhiên không thể không tiếp tục tu luyện Minh Nguyệt Quyết. Tiếp đó, Viên Minh lại có ý định tìm kiếm thêm tư liệu liên quan tới hồn tu. Chỉ tiếc không có quyển nào mang nội dung nói riêng về hồn tu, chỉ có một số cuốn ghi nội dung này xen lẫn các nội dung khác. Có điều những nội dung này không chỉ hỗn tạp phân tán mà thậm chí còn tồn tại những chỗ mâu thuẫn, bác bỏ lẫn nhau, cơ bản khó mà phân biệt đúng sai. Nhưng có một điểm mà những tài liệu này lại nhất trí lạ thường. Đó chính là thái độ của bọn họ với hồn tu, tốt một chút thì là kính nhi viễn chi, không tốt thì cho rằng hết thảy hồn tu đều là dị đoan. Hơn nữa có nói trong số hồn tu thì 7-8 phần 10 là tà tu, kẻ không đi theo đường tà chỉ có chưa tới 3 thành. Viên Minh căn cứ vào ấn tượng trước đó mà phán đoán, đối với việc này cũng không nói đúng sai, chỉ nhận định hồn tu có thủ đoạn quỷ bí. Hơn nữa nó còn liên quan đến chuyện thần hồn, ký ức nên trái lại quyết định tiến thêm một bước, chuyên tâm tu luyện Minh Nguyệt Quyết. Sau khi trả lại đống tài liệu lấy xuống sau cùng, Viên Minh vươn vai. Đang định tìm thêm một ít tài liệu để đọc thì một người đàn ông trung niên ăn mặc như chấp sự đi xuống cầu thang, miệng hô lớn, sắp đến giờ tuất, chuẩn bị đóng các. Hắn lúc này mới phát hiện, mình trong lúc bất chi bất giác đã ở trong quy tàng các đọc sách hơn nửa ngày. Hắn không có rời đi ngay mà dạo bước xem qua một vòng tầng một, tới giờ tuất mới lưu luyến rời đi. Buổi chiều ngày hôm sau, Viên Minh tiến về hành chấp đường. Lấy tri thức kinh nghiệm của hắn hiện tại, cộng thêm trí nhớ phi phàm và sự thân thuộc với Hỏa Sàm Nhi, tự nhiên thuận lợi thông quan sự chấp thuận sơ bộ của chấp sự quản lý, tiếp nhận nhiệm vụ trông nom chồn lửa. Sau đó, hắn liền căn cứ theo chỉ dẫn nhiệm vụ, trực tiếp trở về hỏa luyện đường tìm Tam Động Chủ. Tam Động Chủ sống trong một việc lạc riêng, tọa lạc trong một rừng trúc, hẻo lánh phía sau núi, hoàn cảnh vô cùng thanh tĩnh. Sau khi hỏi thăm mấy vị đồng môn, Viên Minh mới tìm được con đường dẫn sang bên đó, chỉ là không đợi hắn đi đến rừng trúc kia thì giữa đường đã gặp Trần Uyển.
Hòa Luyện Đường ngoại trừ Tam Động Chủ thu ba đệ tử nội môn ra, mấy vị trưởng lão khác đa phần chỉ có một đệ tử nội môn hoặc là dứt khoát không nhận đồ đệ. Ngày thường nhưng đệ tử nội môn này đa phần đều phụng dưỡng bên cạnh sư phụ của mình, sẵn sàng tiếp nhận ngôn truyền thân giáo. Trần Uyển cũng không ngoại lệ, thế nên từ khi nhập môn tới nay, Viên Minh rất ít gặp nàng. Giải thích câu ngôn truyền thân giáo nghĩa là dùng lời để dạy dỗ, dùng bản thân làm tấm gương. Ý trong chương là học theo lời nói và hành động của sư phụ, coi đó là chuẩn mực. Hết giải thích. Chương 80, trời sinh thần cận. Trần Uyển vốn đã thấy bất ngờ trước sự xuất hiện của Viên Minh. Sau khi hỏi thăm, biết được Viên Minh tiếp nhận nhiệm vụ chăm sóc Hỏa Sàm Nhi, sắc mặt lúc đó tự nhiên là vô cùng đặc sắc. Viên Minh, có mấy lời có lẽ không nên nói, nhưng ta vẫn cảm thấy nên nhắc nhở ngươi một chút. Trần Uyển nhìn Viên Minh hồi lâu, xong mới hơi do dự nói, Trần sư tỷ có chuyện xin cứ nói. Viên Minh cơ bản đoán được suy nghĩ của đối phương nên cũng không cảm thấy bất ngờ, bình tĩnh đáp. Là một tu sĩ, có lòng cầu tiến là chuyện tốt, có điều ngươi dù gì vẫn là đệ tử Hỏa Luyện Đường, tốt nhất vẫn là đặt nhiều tinh lực vào việc tu luyện và luyện khí. Trần Uyển do dự khuyên, Viên Minh nghe vậy, mặt không đổi sắc, mỉm cười hỏi, sư tỷ là cảm thấy ta có ý dựa thế nên mới nhận nhiệm vụ này sao? Trần Uyển nghe thế mặt cứng đờ, có hơi bất ngờ vì Viên Minh lại hỏi thẳng như vậy. Ngự thú cũng không phải chuyện dễ dàng, ngươi không phải đệ tử ngự thú đường, sư tôn người sẽ không đồng ý để ngươi nhận nhiệm vụ này. Trần Uyển không tiếp lời mà nhắc đến một nhân tố khác, tự mình nói. Ngươi có lẽ không biết, Hỏa Sàm Nhi có ý nghĩa đặc biệt với sư tôn, nó không phải linh thú bình thường, một khi xảy ra chuyện, ngươi gánh vác không nổi trách nhiệm này. Nói xong, Trần Uyển lại bổ sung, sư tỷ yên tâm, ngọn nguồn trong đó ta đều rõ ràng, ta cũng chuẩn bị chu toàn hết thảy rồi mới đến đây. Viên Minh nói đầy vẻ tự tin, ngươi, thôi, nếu ngươi đã hạ quyết tâm, ta cũng sẽ không nói thêm gì nữa, ta dẫn ngươi đi gặp sư tôn. Trần Uyển nghe thế, thở dài nói, đa tạ. Viên Minh theo nàng đi vào rừng trúc, xuyên qua một con đường quanh co vắng vẻ, đến trước một tòa viện lạc dựng bằng trúc xanh. Quy mô viện tử không lớn lắm nhưng bố cục tổng thể cực kỳ tinh tế, bao quanh bởi một vòng tường ngoài bằng trúc. Bên trong có mấy tòa lầu trúc với mái có độ dốc rất lớn, tất cả đều được thu dọn vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Ngươi chờ ở đây, ta vào thông báo trước một tiếng. Trần Uyển nói với Viên Minh, làm phiền. Viên Minh đợi ở ngoài viện một hồi lâu mới thấy Trần Uyển quay lại, mở cánh cổng trúc ra. Vào đi, Trần Uyển nói một câu, Viên Minh liền đi theo vào bên trong viện. Trong viện được lát đá xanh, khe hở lấp đầy sỏi trắng mịn, chỗ góc đông nam bức tường có một bộ bàn đá ghế dựa được gia công tỉ mỉ từ cẩm thạch, ở giữa có một người mặc váy đỏ đang ngồi. Khác với lần gặp trước, hôm nay Tam Động Chủ không mặc hồng y nhuyễn giáp, mà đổi một thân trường bào rộng rãi màu đỏ lửa. Bên hông buộc một dải lụa màu vàng kim, bên trong khí chất dịu dàng lại lộ ra mấy phần lười biếng. Bái kiến Tam Động Chủ, Viên Minh tiến lên hành lễ. Tam Động Chủ nhìn hắn một cái, hơi cam mày nói, ngươi hôm nay tới nhận nhiệm vụ. Vâng, Viên Minh gật đầu đáp. Nói xong, hắn lại cảm thấy câu hỏi của Tam Động Chủ có chút kỳ quái. Ngươi không phải đệ tử ngự thú đường, có bản lĩnh gì mà dám nhận nhiệm vụ này? Tam Động Chủ thần sắc lạnh lùng hỏi tiếp. Đệ tử hôm qua đã đến quy tàng các nghiên cứu sách chăm sóc linh thú, tin rằng có thể phân ưu giải nan giúp Tam Động Chủ. Viên Minh đáp. Nghe lời này xong, Trần Uyển khẽ biến sắc, chỉ mới đọc mấy cuốn sách đã dám đến nhận nhiệm vụ này, lá gan của Viên Minh không khỏi hơi lớn quá ha. Quả nhiên, nghe hắn đáp vậy, Tam Động Chủ sầm mặt lại, nói, ngươi nếu thật lòng muốn nhận nhiệm vụ này, ít nhất tới học ngự thú đường dự thính học tập nửa tháng rồi lại đến. Dứt lời, nàng liền phất phất tay, hạ lệnh trục khách cho Viên Minh. Viên Minh thấy vậy nhưng hai chân lại như mọc rễ, không hề nhúc nhích. Trần Uyển thấy cảnh này, ngay cả việc che giấu mối quan hệ quen biết cũ giữa nàng và hắn cũng quên mất. Nháy mắt ra hiệu liên tục cho Viên Minh, hy vọng hắn có thể biết tốt xấu, không nên chọc giận sư tôn. Nhưng Viên Minh lại giống như không nhìn thấy, hơn nữa lại nói tiếp, động chủ, đệ tử đã đến, tất nhiên là phải chắc chắn có thể đảm nhiệm. Chi bằng cứ để ta thử một chút, dù sao mắt thấy mới là thật. Tam Động Chủ nhìn hắn, suy nghĩ một chút rồi hỏi, ngươi chắc thật chứ? Thử qua liền biết. Viên Minh bình tĩnh đáp, ngươi có hiểu rõ tập tính của Hỏa Sàm Nhi không?
Tam động chủ nhíu mày hỏi. Tập tính chung của linh thú hỏa thuộc tính là thích dương không thích âm. Trước khi trưởng thành thì đa phần hiếu động, thích chạy nhảy đuổi bắt. Trưởng thành rồi thì bớt tinh nghịch nhưng lại càng thêm hung mãnh hiếu chiến. Hỏa xàm nhi còn chưa trưởng thành, đang ở vào giai đoạn hiếu động, tuy thích hợp để thuần dưỡng nhưng không nên ép nhốt. Nếu không sẽ bất lợi cho sự phát triển tự nhiên, ảnh hưởng đến thành tựu sau này, ta cảm thấy. Viên Minh chậm rãi nói. Nghe hắn nói xong, thần sắc Tam động chủ dần dần dịu lại. Tiếp đó nàng lại hỏi thêm mấy vấn đề, Viên Minh đều trả lời trôi chảy khiến Tam động chủ khẽ giờ giờ cằm, trong mắt dù có nét bất ngờ, nhưng phần lớn là tán thưởng. Trần Uyển nghe đến trợn mắt há mồm, nàng làm sao cũng không ngờ được, tuy mới nhập môn chỉ hơn nửa tháng mà Viên Minh đã có thể nắm giữ nhiều kiến thức ngự thú như vậy. Nàng không khỏi thầm cảm thán trong lòng, có lẽ Viên Minh tới ngự thú đường tu hành sẽ có sự phát triển tốt hơn. Nhưng vừa nghĩ đến ngự thú đường có Khôn Đồ ở đó, nàng lại lập tức cắt đứt suy nghĩ này. Lúc này lại nghe Tam động chủ nói, dù có học tập nhiều kiến thức lý thuyết hơn nữa, vẫn phải xem hiệu quả thực tiễn. Nếu ngươi gọi hỏa xàm nhi từ trên tay qua, ta lập tức giao nhiệm vụ này cho ngươi. Được, Viên Minh thoải mái đồng ý. Có kinh nghiệm mấy lần trước làm nền tảng, hắn tin tưởng mình muốn làm việc đó hẳn không phải chuyện quá khó. Dù nói sao, hỏa xàm nhi cũng từng ăn hỏa phác ngọc của hắn, thường nói nã nhân đích thủ nhuyễn, cật nhân đích chủy đoạn, chút thể diện này phỏng chừng hỏa xàm nhi sẽ không đến mức không cho chứ. Giải thích câu nã nhân đích thủ nhuyễn, cật nhân đích chủy đoạn nghĩa là ăn người miệng ngắn, bắt người mềm tay. Ý của câu này là khi đã nhận lợi ích thì người khác rồi thì không thể không thiên vị người đó, gần giống câu há miệng mắc quai bên mình. Hết giải thích, Trần Uyển ở bên cạnh lại âm thầm lắc đầu. Gia hỏa hỏa xàm nhi này tính tình rất cổ quái, dù là đại sư huynh theo bên người sư tôn lâu nhất mà mỗi lấy hỏa phác ngọc và viên tinh thạch ra dụ. Nó đều hờ hững lạnh nhạt, nói chi tới kẻ xa lạ như Viên Minh đây. Chỉ thấy Tam động chủ vỗ túi linh thú màu đỏ treo bên hông, tức thì mặt túi lóe sáng, rồi một cái bóng màu đỏ lửa thình lình nhảy ra, bị nàng một tay tóm gáy, xách ở giữa không trung. Hỏa xàm nhi vừa được thả ra, bốn chân lập tức đạp loạn, ra sức phát tiết sự bất mãn vì bị nhốt trong túi linh thú. Nó dãy dụa như vậy một hồi lâu mà vẫn thấy không cách nào thoát khỏi tay Tam động chủ, lúc này mới như gà trọi bại trận, rụt đầu buông thõng tứ chi nằm sấp xuống, không dãy dụa nữa. Lúc này, Tam động chủ nhìn về phía Viên Minh, ra hiệu bảo hắn gọi hỏa xàm nhi. Viên Minh khẽ gật đầu, gọi nhỏ một tiếng, hỏa xàm nhi. Con chồn lửa vốn đang có chút ủ rũ, vừa nghe tiếng hắn thì lập tức dãy dụa, ngoẹo cổ nhìn về phía Viên Minh. Thật sự có phản ứng. Trần Uyển thấy cảnh này, không khỏi có chút kinh ngạc. Nàng ngày thường cũng từng thử gọi hỏa xàm nhi, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là thu được một cái liếc mắt, rất ít khi được nó trực tiếp đáp lại. Viên Minh vẫy vẫy tay với hỏa xàm nhi, khóe miệng nở nụ cười. Tam động chủ cùng lúc đó cũng buông lỏng bàn tay. Chồn lửa bỗng nhiên lấy lại tự do, trong nháy mắt khi vừa rơi xuống đất, liền lao ra ngoài, trực tiếp vượt qua tương trúc, vọt ra ngoài. Ba người bên cạnh bàn đá đưa mắt nhìn nhau, không khí nhất thời có chút yên tĩnh. Quả là vậy, Trần Uyển xác nhận suy đoán lúc trước, trong lòng thầm nghĩ. Tam động chủ trong mắt cũng hiện lên vẻ thất vọng, lên tiếng nói, xem ra ngươi thử thất bại rồi. Nàng còn chưa nói dứt lời, một cái bóng đỏ lửa lại từ ngoài tường trúc bay vào, vừa tiếp đất cái nó liền thuận theo ống quần Viên Minh bỏ lên, nhanh như một làn khói leo lên đầu vai hắn. Chồn lửa đi tới đi lui giống như chân đang dẫm trên than nóng, hết tụt xuống lưng lại nhảy lên Viên Minh liên tục. Một khắc cũng không dừng, mà đầu thì không ngừng rụi vào mặt hắn, bộ dáng như thể rất thân thiết. Trần Uyển nhìn thấy cảnh này, miệng thơm không khỏi hơi há, người ngây ra như phỗng. Lần trước ta còn tưởng rằng chỉ là ngoài ý muốn, không ngờ nó đúng là có một loại tâm ý thân cận trời sinh với ngươi. Tam động chủ cũng cảm thấy bất ngờ. Viên Minh khẽ vươn tay ra, hỏa xàm nhi lập tức bò dọc theo cánh tay hắn, ngồi xổm trong lòng bàn tay Viên Minh. Hỏa xàm nhi, trở về. Tam động chủ chưa bao giờ thấy nó ngoan ngoãn như vậy, thân làm chủ nhân, nàng khó tránh khỏi sinh ra lòng hiếu thắng. Chuyện khiến người ta kinh ngạc chính là, cái đầu nhỏ của hỏa xàm nhi xoay chuyển, nhìn nàng rồi nhìn Viên Minh. Cuối cùng ánh mắt nó rơi vào túi linh thú bên hông Tam động chủ, kết quả thế mà lại là không chịu quay về. Lần này, đến ngay cả Tam động chủ cũng có chút mất bình tĩnh. Nàng trước tiên xoay cổ tay một cái, tức thì một lệnh bài màu vàng sậm thình lình xuất hiện trong lòng bàn tay,
nhưng sau khi nghĩ ngẫm một chút, nàng lại cất nó đi. Tiếp đó, nàng lại đưa tay tới một cái túi vải tinh xảo màu trắng khác ở bên hông, trong lòng bàn tay lập tức có thêm một viên tinh thạch hơi đục màu đỏ tía. Vừa nhìn thấy miếng tinh thạch này, đôi mắt Hỏa Sàm Nhi lập tức sáng lên, đoạn phốc một cái, từ trên tay Viên Minh nhảy vọt tới phía viên tinh thạch kia. Nhưng ngay khoảnh khắc nó vừa bay tới, phần da gáy liền bị người ta tóm lấy xách lên. Cùng lúc đó, viên tinh thạch đỏ tía mê người cũng lóe lên rồi biến mất ngay trước mắt. Hỏa Sàm Nhi lập tức bất mãn kêu ngao ngao, dương nanh múa vuốt dãy dụa không ngừng. Tam động chủ duỗi tay ném nó ra ngoài. Viên Minh đưa tay chụp tới, ôm Hỏa Sàm Nhi vào trong ngực. Trong vòng nửa tháng tới, ta cần bế quan luyện chế pháp khí, Hỏa Sàm Nhi giao cho người chăm nom, phần thưởng nhiệm vụ đợi đến hạn sẽ quyết toán. Tam động chủ nói, vâng. Viên Minh mừng rỡ, đặt Hỏa Sàm Nhi rồi lập tức ôm quyền đáp. Lúc này lại thấy Tam động chủ gỡ cái túi vải màu trắng bên hông xuống, xong đưa tay vứt cho Viên Minh. Trần Uyển trông thấy cảnh này, lông mày không khỏi nhếch lên một cái, hiển nhiên khá kinh ngạc. Tam động chủ, đây là... Viên Minh ngạc nhiên tiếp nhận, thắc mắc hỏi. Trong đó có một ít hỏa tinh thạch và hỏa phác ngọc, mỗi ngày cho Hỏa Sàm Nhi ăn một viên. Tối đa hai viên. Tam động chủ suy nghĩ một chút rồi nói. Viên Minh khẽ gật đầu, đưa tay kéo miệng túi định mở ra xem. Sau khi kéo mạnh một cái, hắn phát hiện chẳng hiểu vì sao mà miệng túi này lại không thể mở ra. Tam động chủ thấy thế liền nói, đây là túi chữ vật, không phải dùng man lực để mở. Ta dạy cho ngươi một khẩu quyết luyện vật, ngươi thử luyện hóa nó một chút xem. Viên Minh cũng chẳng rõ vì sao túi chữ vật lại không thể dùng man lực để mở, nhưng vẫn khẽ gật đầu. Tam động chủ lúc này mở miệng ngậm tụng, đọc một đoạn khẩu quyết chừng 300 chữ. Sau khi đọc xong, nàng lẳng lặng quan sát Viên Minh, chờ hắn lên tiếng đưa ra thắc mắc, có điều Viên Minh lại chỉ hơi híp mắt lại, tựa như đang suy nghĩ gì đó. Hỏa Sàm Nhi vẫn không an phận như cũ, không ngừng nhảy qua nhảy lại trên người hắn. Có điều chờ chốc lát mà Viên Minh vẫn không có ý tứ muốn mở miệng hỏi, Tam động chủ thấy vậy lông mày không khỏi nhíu lại. Các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Tiên Giả của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.